Rồi. Trong buổi hôm nay thì chúng ta sẽ trao đổi với nhau ba chủ đề đúng không ạ? Và cố gắng làm ít nhất là cũng phải hoàn thành được được hai phần. Đó là phần đầu tiên, đấy là chủ đề về IS 38, về intangible asset, về tài sản intangible asset ạ, về tài sản vô hình. Tại sao mà chúng ta lại nói về chuẩn mực này sau khi mà các anh chị đã nghiên cứu về IS 16? Bởi vì là nếu như mà mọi người đã đọc các cái chuẩn mực, các bản dịch chuẩn mực của mình đã gửi, thì mọi người sẽ biết rằng là tất cả các chuẩn mực thì cấu trúc cũng tương đối là giống nhau, đều bắt đầu từ việc là ghi nhận ban đầu như thế nào, sau đó derecognition, nghĩa là hủy, không ghi nhận nữa, và đo lường như thế nào. Tuy nhiên thì nếu mà đọc theo cái cách là từng cái đoạn, từng paragraph như vậy thì chúng ta sẽ cảm thấy hơi khó hiểu. Vậy thì chúng ta sẽ làm theo một cái cách, đấy là chúng ta sẽ so sánh với những gì chúng ta được học. Nếu mà chúng ta so sánh với cả tài sản cố định hữu hình, là những cái tài sản chúng ta đã học trong các buổi trước, ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là đối với cả tài sản cố định hữu hình ấy, thì nó có hai chuẩn mực, đấy là IAS 30, 16 là về property, plant and equipment, là các tài sản cố định liên quan đến nhà xưởng, thiết bị. Một cái chuẩn mực nữa chúng ta mới học ngày hôm qua là IS 40 về investment property, là về bất động sản đầu tư, đúng không ạ? Vậy thì sau khi mà chúng ta nói đến hai chuẩn mực này rồi, bây giờ chúng ta sẽ so sánh với tài sản cố định vô hình, thì mình sẽ nhìn thấy rằng là có những cái điểm giống điểm khác như thế nào, và chúng ta cũng nhìn thấy là những cái điểm cần chú ý ở IS 38 là gì. Rõ ràng là nhìn tên thì mọi người đều thấy ngay, đấy là nếu như để so sánh ạ, thì cái việc đầu tiên mà mình có thể hình dung ra được, đấy là cái sự khác biệt về cái hình thái vật chất, đúng không ạ? Và vì cái sự vô hình hay là hữu hình mà ở mỗi cái chuẩn mực hướng dẫn, thì chúng ta cũng nhìn thấy rằng là nó cũng sẽ có những cái giới hạn nhất định. Ví dụ nếu như cái tình huống đầu tiên nó gây ra bởi cái sự khó khăn của vô hình, đấy là nếu như cái tài sản mà chúng ta tự tạo ra, ví dụ như tự xây dựng chẳng hạn, nếu như các anh các chị tự xây dựng một cái nhà, ví dụ như công ty mình tự xây dựng một cái tòa nhà chẳng hạn, rõ ràng là khi tự xây dựng chúng ta vẫn có đủ cơ sở để ghi nhận theo chuẩn mực IS 16, vì chúng ta cũng đã học với nhau, đã nói với nhau rất nhiều về những cái chi phí được ghi nhận ban đầu, được vốn hóa vào tài sản, đúng không ạ? Vì thế nên là nếu mà mình tự xây dựng một cái tài sản, một cái nhà hay là một cái xưởng, chúng ta hoàn toàn biết được là cái xưởng đó, cái nhà đó thì cần bao nhiêu gạch đá, cát sỏi, xi măng, hay là chi phí thiết kế, hay là vân vân, tất cả các chi phí mình đều nhìn thấy. Tại sao lại như thế? Bởi vì nó hữu hình, đúng không ạ? Nhưng đối với cả tài sản vô hình thì khi mà chúng ta tự xây dựng, chúng ta lại không không ghi nhận được, bởi vì là chúng ta không nhìn thấy. Ví dụ các công ty ạ, sau một cái thời gian rất là dài chúng ta hoạt động, chúng ta có những cái lợi thế nhất định. Ví dụ như là mình có tên tuổi ở trên thị trường, cái tên tuổi đấy không phải là chúng ta không có ý định, hoặc là vô tình là chúng ta đạt được, không phải đâu, mà chúng ta phải rất là nỗ lực và cũng có những cái kế hoạch cụ thể để đạt được nó. Nhưng mà đạt được ở mức độ nào và nó không thể nào mà nó lượng hóa, nó không nhìn thấy được. Ví dụ như mình nói rằng là mình chiếm lĩnh được 20% thị trường, thì đấy cũng chỉ là một cái ước tính thôi, và cái ước tính đấy cũng không có ai công nhận cho mình là chúng ta đang chiếm được 20% thị trường, mà không phải là 21% hay 19%. Vậy nên là tất cả những cái điều đấy ạ, nó sẽ vô hình và chúng ta không được ghi nhận. Mọi người lưu ý là nếu đối với cả những cái tài sản tự xây dựng và tài sản cố định vô hình ấy, thì chúng ta không được ghi nhận. Ở trong chuẩn mực thì người ta dùng cái từ này, khi mà mọi người đọc ấy, mọi người sẽ nhìn thấy cái từ này, đấy là internally generated, nghĩa là được hình thành một cách nội bộ, internally generated, thì chúng ta sẽ không được ghi nhận. Và nó được ví dụ rất nhiều, ví dụ như là như vừa rồi mình nói đến những cái thị phần chẳng hạn, market share ạ, hay là chúng ta nói đến lợi thế cạnh tranh, hay là chúng ta nói đến uy tín trên thị trường, hay là hình ảnh của công ty, tất cả những cái đấy là internally generated, đúng không ạ? Và tất cả những cái đấy đều không được ghi nhận. Thế thì tại sao làm thế, tại sao không được ghi nhận trong sổ sách kế toán? Thế thì có vẻ như là không hợp lý lắm đối với cả công ty, đúng không ạ? Nhưng thực ra mọi người cũng nhìn thấy là những cái mà tưởng như vô hình đó thì chúng ta đã sử dụng nó để chuyển thành doanh thu đó, thì cái việc mà chúng ta chuyển thành doanh thu, chúng ta chuyển thành lợi ích cho cổ đông, thì lúc đấy chúng ta mới nhìn thấy là nó mang lại lợi ích cho công ty, còn không phải là lợi ích ở trên bảng quy mô kế toán, và theo chuẩn mực thì chúng ta không được ghi nhận cái điều đó. Một cái ví dụ vui vui nữa, đấy là nếu như mà mọi người ở đây, có thể là mọi người có thể không không nhiều người xem đá bóng,
Nhưng nếu như mọi người xem đá bóng chẳng hạn thì mọi người sẽ biết rằng là các cầu thủ, hôm nọ mình có lấy ví dụ là cái quyền thi đấu của các cầu thủ đúng không ạ, là một tài sản cố định vô hình, và rất nhiều công ty ví dụ như là Real Madrid hay là Manchester United đều là các công ty niêm yết đấy ạ. Vậy, thế thì ví dụ như trong năm tới chẳng hạn thì mọi người sẽ nhìn thấy là ở trên báo cáo đấy sẽ có xuất hiện tên một số những cầu thủ rất nổi tiếng, nhưng có những cầu thủ cũng nổi tiếng nhưng mà ở cái câu lạc bộ đó từ bé thì lại không được ghi nhận. Bởi vì sao ạ? Bởi vì khi mà nuôi từ độ trẻ lên, từ bé lên ấy, thì là internally generated, là tự xây dựng thì lại không được ghi nhận. Vậy chúng ta lại chuyển sang một câu hỏi tiếp theo, đấy là thế thì khi nào thì được ghi nhận, đúng không ạ? Bởi bây giờ mình thống nhất với nhau rằng là với các tài sản vô hình mà tự xây dựng thì chúng ta không được ghi nhận rồi. Vậy thì chúng ta chỉ được ghi nhận khi mà có cost, khi mà có giá trị chuyển nhượng, khi mà có giá mua. Mọi người còn nhớ cái ví dụ buổi hôm qua mình có ví dụ về việc là khi mà mọi người làm tư vấn nhé, và mọi mình nhìn thấy có một cái trang web, một cái tên miền được tự phát triển đúng không ạ? Bởi vì cái chi phí mua tên miền đấy thì không đáng kể, nhưng khi mà họ phát triển 6 7 năm thì nó trở thành một cái tên miền nó rất là có giá trị. Thậm chí là khi mà có đối tác nước ngoài đánh giá thì nó lên đến giá trị là khoảng 7 tỷ. Thế nhưng mà cái 7 tỷ đấy không được ghi nhận. Khi nào thì nó được ghi nhận ạ? Khi mà có một cái giao dịch mua bán, khi có transaction cost đúng không ạ? Vậy thì lúc này chúng ta nhìn thấy là chúng ta chỉ được ghi nhận khi mà có cái giao dịch mua bán thôi. Và cũng tương tự như thế thì quay lại với câu chuyện là một những cái công ty đã rất là nỗ lực để gain được một cái để đạt được một cái thị phần nhất định, cái market share, một cái tên tuổi của công ty, một cái hình ảnh tốt của công ty, thì khi nào họ được ghi nhận ạ? Khi có một nhà đầu tư vào bỏ tiền vào mua công ty đấy và họ đánh giá, họ chấp nhận mua với một cái giá trị cao hơn, thì lúc đó công ty đó được phép ghi nhận. Và chúng ta đã không khó khăn gì chúng ta biết đấy chính là cái khái niệm về lợi thế thương mại ở trong báo cáo hợp nhất đúng không ạ? Và chúng ta cũng nhìn thấy một điều đấy là với các cái tình huống mà mua bán sát nhập thì lúc đấy người ta đánh giá rất là cao tất cả những cái chi phí đã bỏ ra trước đó để mang lại cái lợi thế, mang lại cái cạnh tranh của một công ty, và lúc đó mới được ghi nhận. Còn internally generated thì sẽ không được ghi nhận. Như vậy mình cũng nhìn thấy rằng là ở khi mà mình học về IS 16 ấy ạ, chúng ta không nói nhiều đến từ không được ghi nhận. Nhưng ở IS 38 thì chúng ta nói rất là nhiều đến từ không được phép ghi nhận. Đúng không ạ? Vậy thì có những tình huống nào mà chúng ta không được ghi nhận ở IS 38? Tình huống thứ nhất chúng ta vừa nói xong ạ, đấy là chúng ta tự tạo ra, đúng không ạ? Tự xây dựng. Internally generated thì không được xây dựng ạ, đối với cả IS 38 nhé. Tiếp nữa, không ghi nhận ở trong tình huống nào. Thứ hai là cái tình huống mà nếu như chúng ta làm nghiên cứu ạ. Ở đây chúng ta có một cái khái niệm đấy là R&D, Research and Development. R&D là các chi phí bỏ ra để nghiên cứu và phát triển. Và chúng ta sẽ phân biệt giữa nghiên cứu và phát triển sản phẩm. Nghiên cứu có nghĩa là chúng ta chấp nhận rằng là những cái chi phí này có thể không đạt được kết quả gì cả. Nghĩa là sao? Nghĩa là chúng ta biết được là nghiên cứu là như kiểu lấy cái nọ đổ vào cái kia để nghiên cứu xem nó có ra cái gì hay không. Được chưa ạ? Vậy thì lúc này mình sẽ có thể phát sinh rất là nhiều chi phí nhưng chúng ta không ghi nhận, đúng không ạ? Và kể cả là development thì lúc này chúng ta cũng nhìn thấy rằng là chưa chắc chúng ta đã được phép ghi nhận. Bởi vì sao? Bởi vì là kể cả là phát triển nhé, thì cũng phải đảm bảo là mang được một cái gì đấy trong tương lai. Vì lúc này chúng ta khi mà nói đến chuyện có ghi nhận hay không thì chúng ta quay lại định nghĩa thế nào là tài sản, định nghĩa framework, và chỉ khi nào mà nó thỏa mãn các cái điều kiện để ghi nhận tài sản thì mới ghi nhận thôi. Thì chúng ta sẽ nói tiếp đến việc là ghi nhận các cái chi phí phát triển sản phẩm như thế nào. Một cái điểm nữa đấy là chúng ta sẽ không được ghi nhận nếu như chúng ta không có quyền kiểm soát. Nó liên quan đến quyền kiểm soát, cái quyền control right ạ. Mọi người còn nhớ rằng là hôm trước mình có lấy cái ví dụ một cái ví dụ nho nhỏ khi mình học IS 16, đấy là một cái công ty thì họ nhập về một cái dây chuyền máy móc đúng không ạ? Và dây chuyền máy móc đấy ở Việt Nam chưa có, cho nên họ sẽ phải mời chuyên gia nước ngoài đến Việt Nam để đào tạo, và chúng ta nói rằng là chi phí đào tạo đấy chúng ta không được vốn hóa vào tài sản, bởi vì cái tài sản đấy đã sẵn sàng sử dụng rồi và chỉ có con người mình chưa sẵn sàng sử dụng thôi, phải không ạ? Thế nhưng thực ra nếu như chúng ta nhìn thấy cũng vẫn là chi phí tương tự như vậy, nhưng mà nếu như nhìn vào cái con mắt ở IS 38 thì chúng ta lại có thể lấy một cái ví dụ khác.
Ví dụ như thế này, mọi người được công ty cử đi học, ví dụ như mình dạy cho các công ty kiểm toán, đúng không ạ? Các công ty kiểm toán thường cho nhân viên đi học ACCA. Đó. Và cái, mọi người cũng biết là chi phí học ACCA, chi phí thi và chi phí duy trì cái tài khoản cũng khá là cao, cũng vài trăm triệu, và được công ty tài trợ. Rõ ràng là có chi phí. Chi phí đấy có tính toán được không? Có. Có chứng từ không? Có. Tất cả mọi thứ đều có. Nhưng không được ghi nhận cái các cái training course đấy, các cái technical knowledge đấy, các cái bằng cấp đấy thành tài sản cố định vô hình của công ty. Ví dụ các công ty kiểm toán có thể rất tự hào để nói với nhau rằng là có rất là nhiều các anh partner khoe, khoe ở trên Facebook, khoe ở khắp nơi là 80% công ty tôi là CPA với cả ACCA. Ví dụ như thế. Thế nhưng mà cái điều đấy có được ghi nhận vào tài sản không? Hay nói cách khác là cái chi phí cho nhân viên đi học đấy có được đưa vào thành tài sản của công ty hay không? Hay là phải đưa vào chi phí? Thì xin trả lời luôn là phải đưa vào chi phí ạ. Lý do là họ không có cái quyền kiểm soát. Họ không có quyền kiểm soát đối với nhân viên. Có thể là mọi người sẽ nghĩ rằng là à, công ty người ta cũng đã nghĩ đến chuyện đấy rồi, cho nên khi mà đi học thì thường có một số các cái cam kết, đúng không ạ? Và ví dụ như phải làm việc cho công ty sau bao nhiêu năm sau khi có bằng. Có, tôi có nhìn thấy các cái cam kết như vậy. Tuy nhiên kể cả cái cam kết đấy nó cũng không phải là bằng chứng cho cái việc kiểm soát, bởi vì chúng ta không thể kiểm soát được con người, đúng không? Cho nên chúng ta sẽ không có quyền để ghi nhận tài sản. Thì đây là những cái tình huống mà chúng ta không thể ghi nhận tài sản được. Một cái điểm nữa đấy là nếu như trong trường hợp mà chúng ta nhìn thấy là nó có thể không có cái tính sinh lời trong tương lai, nghĩa là nếu như tôi đầu tư nhưng chưa chắc trong tương lai nó đã sinh lời, đúng không ạ? Ví dụ như là hôm nay mình đầu tư cái mình nghĩa là mình đang làm một cái campaign để gain market share, nhưng mà trong tương lai thì chưa chắc là đã có hiệu quả về mặt doanh thu chẳng hạn. Đấy ạ, thì chúng ta sẽ phải tính đến cái tính sinh lời nữa. Tính, bởi vì định nghĩa về tài sản là phải mang lại thì future economic benefit, tính sinh lời trong tương lai, thì chúng ta mới được ghi nhận tài sản. Vậy thì nếu như chỉ cần một trong bốn cái này thôi mà không thỏa mãn thì đương nhiên là chúng ta sẽ không thể ghi nhận là tài sản được. Rồi ạ, ở đây mình nói lại, chúng ta nói lại về cái chi phí nghiên cứu và phát triển. Khi mà chúng ta phân biệt giữa research và development thì có một cái luật, đấy là thực ra không phải luật mà đấy là cái mà chúng ta đã trao đổi với nhau, và từ bây giờ thì chúng ta sẽ đối với cả người kế toán chỉ cần phân biệt là cái chi phí này phát sinh ra nó là chi phí gì, là chi phí nghiên cứu hay chi phí phát triển thôi. Nếu mà là chi phí research thì đương nhiên là ghi nhận vào chi phí trong kỳ, không có một lựa chọn nào khác. Nhưng nếu như mà tôi nhìn thấy nó là development cost, là chi phí phát triển nhá, thì nó sẽ có thể là được ghi nhận vào chi phí nếu nó không mang lại tính sinh lời trong tương lai, nếu nó không được đo lường một cách đáng tin cậy, nhưng cũng có thể được ghi nhận vào tài sản nếu nó thỏa mãn các điều kiện. Và chúng ta có 6 điều kiện để ghi nhận. 6 điều kiện này phải thỏa mãn một cách đồng thời thì mới được ghi nhận là tài sản. Mọi người còn nhớ rằng là chúng ta có một cái ví dụ, mình nói về development cost là chi phí phát triển ạ. Chúng ta có một cái ví dụ về một công ty IT. Công ty IT này có một cái sản phẩm, ví dụ như là một cái phần mềm tính lương, và họ sẽ đem bán cái phần mềm tính lương này cho tất cả các đơn vị, tất cả các tập đoàn, các tổng công ty. Và với cái co như thế thì họ chỉ cần customize, họ chỉ cần thay đổi, chỉnh sửa đi cho phù hợp với cả hệ thống tính lương, với quy mô, với chu kỳ tính lương của từng đơn vị, từng tập đoàn thôi là họ có thể có khách hàng mới rồi. Như vậy họ có một cái co như thế thì họ có được ghi nhận là tài sản không? Câu trả lời là họ sẽ được ghi nhận tài sản nếu mà cái tài sản đó thỏa mãn cả 6 cái điều kiện sau đây. Thứ nhất là họ có đầy đủ về mặt kỹ thuật để hoàn thành cái sản phẩm đó. Ví dụ như là họ nói rằng là họ có một cái phần mềm tính lương thì chắc chắn họ phải là một công ty IT, họ có coder, họ có developer, họ có thiết kế, họ có thể làm được app, họ có chuyên môn về tính lương, nghĩa là họ có đủ kỹ thuật. Trong chuẩn mực thì chúng ta nhìn thấy đấy là cái cụm từ là technical feasibility, nghĩa là có khả năng về mặt kỹ thuật. Cái này là quan trọng nhất, là số 1. Bởi vì nếu như chúng ta bỏ chi phí ra nhưng chúng ta không kiểm soát được mặt kỹ thuật, ví dụ như chúng ta lại outsource cho một bên khác để làm chẳng hạn, thì lúc đấy chúng ta cần phải xem xét là có đủ điều kiện để được ghi nhận hay không. Thứ hai là sau khi mà họ hoàn thành thì họ mong muốn là sẽ có mong muốn và có dự định hoàn thành. Cái dự định hoàn thành này này, cái intention to complete này
phải làm một cái kế hoạch, làm một cái budget để xây dựng cái tài sản đó. Nghĩa là phải có những cái mốc thời gian đã được đặt ra từ trước, và cái việc mà thực hiện xây dựng những cái tài sản vô hình đấy, thực hiện những cái dự án phát triển sản phẩm đấy ạ, phải bám theo các cái mốc thời gian đã được trước này, đúng không? Bởi vì trong điều kiện thứ hai của chúng ta đấy là họ phải có intention to complete, đúng không? Và sau đấy thì họ có khả năng để sử dụng cái tài sản đó hoặc là bán tài sản đó. Đó thì cái này chính là điểm, chính là cái điều kiện chúng ta nói về về tính sinh lời trong tương lai, đúng không ạ? Nếu như tôi hoàn thành một cái sản phẩm sau đấy thì không ai dùng cả, thì chúng ta cũng không thể coi đấy là một cái tài sản được, vì nó không mang tính sinh lời trong tương lai. Hoàn thành xong thì sẽ phải dùng, đúng không ạ? Và một cái điểm nữa đấy là nó phải có thị trường. Thị trường ở đây là nếu như tôi dùng thì tôi phải bán được. Ví dụ như vừa nãy mình nói ạ, nếu như người ta nghĩ rằng là người ta có thể làm một cái phần mềm mà bán được cho nhiều nhiều khách hàng, nhiều tập đoàn sử dụng nó, đấy ạ, phải có một cái thị trường như vậy. Hoặc ít nhất thì tôi có thể bán cái phần mềm đấy off the shelf, nghĩa là bán công khai, đúng không ạ? Thì cũng là một thị trường. Ví dụ như là phần mềm kế toán chẳng hạn, có thể bán là mọi người có thể mua, download, vân vân. Nhưng nếu như một cái sản phẩm tạo ra mà không có thị trường hoặc là không có ai mua cả, thì lúc đó chúng ta cũng chưa chắc là chúng ta đã được ghi nhận là tài sản, đúng không ạ? Một cái điểm nữa là có đầy đủ các cái nguồn lực để hoàn thành cái dự án này, hoàn thành cái việc phát triển sản phẩm này. Nguồn lực ở đây, ở trên chúng ta nói về kỹ thuật rồi, thì nguồn lực ở đây có thể là nguồn lực về con người, nguồn lực về tài chính. Ví dụ như là nếu như mà để phát triển sản phẩm ấy, thì họ phải đi vay tiền chẳng hạn, thì chưa chắc là họ đã đảm bảo cái điều kiện về nguồn lực về tài chính, đúng không? Và cái điều kiện cuối cùng có 6 mà, đúng không ạ? Chúng ta đã nói đến 5 rồi. Và điều kiện cuối cùng đấy là chi phí để phát triển sản phẩm ấy, phải được đo lường một cách hợp lý. Nghĩa là chúng ta phải có chứng từ, chúng ta phải có bản chấm công, vân vân, đúng không ạ? Cost can be reliably measured. Chúng ta có thể đo lường được một cách hợp lý. Chúng ta có 6 cái điều kiện này. Và chỉ khi nào mà các anh chị nhìn thấy là chúng ta thỏa mãn được cả 6 điều kiện, chúng ta mới được phép ghi nhận tài sản, đúng không ạ? Rồi, vậy là mình nhìn thấy rằng là cũng giống như tài sản cố định hữu hình, thì chúng ta có những cái điều kiện để ghi nhận ban đầu. Nhưng mà đối với cả các cái điều kiện để ghi nhận ban đầu với IS 38 thì nó khó khăn hơn rất là nhiều. Và có thể nói rằng là để ghi nhận được một cái tài sản vô hình ấy, thì khá là concern. Tuy nhiên ngược lại, nếu như chúng ta đã biết cái điều này thì chúng ta cũng sẽ cân nhắc xem là trong những trường hợp nào thì chúng ta ghi nhận là tài sản. Ở Việt Nam ấy, thì khi mà mình đi làm kiểm toán thì mình gặp rất là nhiều những cái tình huống mà chúng ta ghi nhận tài sản một cách không hợp lý. Ví dụ không hợp lý là như thế nào? Ví dụ như nói chuyện vui thôi ạ, mình đi làm kiểm toán thì có một số thằng là mình đi làm kiểm toán cho các cái doanh nghiệp mà vốn mà cổ phần hóa từ doanh nghiệp nhà nước, và thực ra những cái năm đó thì tương đối là khó khăn, cho nên là có một cái tình huống như này. Khi mình vào kiểm toán thì mình nhìn thấy là kế toán đã treo toàn bộ chi phí lương của bộ phận back office, nghĩa là bộ phận văn phòng, hành chính, kế toán, treo lên một cái chi phí, đấy là tài khoản 242, chi phí trả trước. Treo lên ạ, chứ không ghi nhiều chi phí ạ. Mà nếu mà treo lên 242 thì mọi người hiểu rằng là nó một dạng tài sản, đúng không ạ? Thế thì bọn mình thì thấy tự nhiên treo hết tất cả lương ấy, nghe trong bảng lương nhá, thì chỉ có một phần nhỏ chi phí sản xuất là đi thẳng vào giá vốn thôi. Còn lại thì tất cả là treo hết lên 242, nhưng không có 642 chi phí lương luôn. Thế mà mình mới hỏi là tại sao lại như thế? Thì kế toán trưởng quay ra bảo mình là ô thế em không biết nguyên tắc là phù hợp à? Nguyên tắc phù hợp có nghĩa là gì ạ? Có nghĩa là chị giải thích cho mình là nguyên tắc phù hợp có nghĩa là những cái gì mà tạo ra doanh thu, những chi phí nào tạo ra doanh thu thì mới được ghi nhận trong kỳ, còn chi phí nào mà không tạo ra doanh thu thì không được ghi nhận trong cái kỳ đó, bởi vì nó không phù hợp. Thế thì chúng ta mới nhìn thấy một điều đấy là cái cách hiểu về nguyên tắc phù hợp như thế là không đúng, đúng không ạ? Mà mình phải giải thích lại. Tất nhiên là vì mình là kiểm toán viên cho nên mình phải có cái nhận định của bản thân mình, thì mình cũng nói với cả khách hàng rất là rõ là thứ nhất là chúng ta không tranh cãi với nhau về mặt kiến thức, nhưng ở đây nguyên tắc phù hợp là có những cái chi phí thì tạo ra doanh thu, đúng, nhưng ngược lại kể cả chi phí không tạo ra doanh thu chúng ta cũng phải ghi nhận nó tại thời điểm mà phát sinh, không phụ thuộc vào việc đã trả tiền hay chưa. Và đấy là nguyên tắc gì ạ? Nguyên tắc thứ nhất là dự thu dự chi, và thứ hai là phù hợp về kỳ. Thế thì khi mà sau khi mà cãi lý với mình không được rồi thì
kế toán trưởng quay ra bảo là ôi chị không biết, chỉ biết rằng là thôi bọn chị coi như là đây là một cái tài sản của công ty đó. Thì cái ví dụ đó cũng để cho mọi người hình dung là cái tài sản đó rõ ràng là vô hình, đúng không ạ? Và nó đang được treo lên ở cái tài khoản chi phí trả trước, và người ta đang nghĩ rằng người ta sẽ, thật ra ấy, mục đích chính của kế toán trưởng ở đây không phải là việc ghi nhận một cái development cost chúng ta đang học, và nên là bạn, nên là chị đấy cũng không quan tâm đến 6 cái điều kiện này. Nhưng mà người ta ghi nhận như thế là để làm gì ạ? Để tránh cái việc ghi nhận và chi phí trong kỳ, để công ty không bị lỗ. Thế thì đến khi mà mình mới giải thích rằng là để có thể ghi nhận là một cái tài sản như mình vừa mới nói ạ, thì cái tài sản đấy phải mang tính gì ạ? Sinh lời, và chúng ta phải kiểm soát được. Và hai cái khái niệm về kiểm soát và tính sinh lời của tài sản này nó sẽ quyết định là chúng ta được ghi nhận hay không. Thì với câu chuyện ghi nhận chi phí lương lên 242, rõ ràng là nhân công con người chúng ta không kiểm soát được. Người ta cầm, người ta nhận lương của năm 2020, không có gì để bắt buộc người ta làm việc với mình trong năm 2021 cả. Thứ hai là chúng ta cũng không có, chúng ta cũng không nhìn thấy cái tính sinh lời trong tương lai. Nếu như hôm nay tôi trả lương của năm trước thì người ta chỉ có nghĩa vụ làm cho mình ở cái giai đoạn đấy thôi, đúng không ạ? Vậy thì không đủ điều kiện để ghi nhận tài sản đó. Thế thì đến khi mà mình giải thích đến định nghĩa về tài sản rồi thì khách hàng của mình mới nói với mình rằng là tôi không biết, tóm lại là điều chỉnh cái gì thì điều chỉnh, nhưng mà công ty đừng có lỗ là được đó. Thì mình mới nói rằng là thật ra cái chuyện lỗ hay không lỗ không phụ thuộc vào việc có điều chỉnh hay không, mà phụ thuộc vào tổng thể tất cả cái báo cáo tài chính đấy với tất cả những cái đã ghi nhận ở trên báo cáo, đúng không ạ? Thì đấy là một cái mà chúng ta nhìn thấy rằng là người xây dựng chuẩn mực, người ta có nhìn đến điều đó hay không? Có. Người ta có nhìn đến những cái action như thế không? Cũng có. Cho nên người ta rất là cẩn trọng và người ta hướng dẫn rất là kỹ ở trong chuẩn mực này về việc là khi nào được ghi nhận là một tài sản vô hình. Bởi vì đã là vô hình có nghĩa là không nhìn thấy, và ở chuẩn mực này và vô vàn rất nhiều các cái ví dụ khác đều nói đến việc là những cái tình huống nào thì không được ghi nhận, bởi vì chúng ta sẽ tránh cái việc là ghi nhận một cách tràn lan, đúng không ạ? Và làm cho tài sản bị overstate thì nguyên tắc thận trọng lúc đấy sẽ không còn được áp dụng nữa. Nhưng tuy nhiên, nếu như chúng ta làm kế toán thì chúng ta cũng lại nhìn thấy những cái tình huống ngược lại. Tình huống ngược lại là những cái câu chuyện mình đã đi làm finance advisor cho các công ty IT, và mình nhận ra là rất nhiều công ty IT ở Việt Nam thì đã bỏ phí không ghi nhận các tài sản vô hình. Và vì không ghi nhận các tài sản vô hình cho nên là kết quả kinh doanh của các năm thì đều ghi nhận chi phí lương vào chi phí hết, không kể cả là đấy là chi phí phát triển sản phẩm thì cũng ghi nhận vào chi phí. Thứ hai là ngoài câu chuyện là ghi nhận vào chi phí đó thì lại làm cho cái báo cáo tài chính của công ty không hề có cái lợi thế, không hề có cái tài sản mà công ty đã dùng để đem đi bán, đúng không ạ? Cho nên điều đấy nó cũng sẽ dẫn đến là rất là thiệt thòi. Thế nhưng mà ngay cả như chúng ta chẳng hạn, ví dụ như câu chuyện hôm nọ mọi người có trao đổi với mình, đấy là ví dụ như mọi người đang phát triển một cái phần mềm kế toán, đúng không ạ? Nhưng mà nếu như chúng ta dùng một cái phần mềm mà chúng ta chỉ mua license thôi, không phải là chúng ta bỏ tiền ra để phát triển, mà mua license trả tiền hàng năm á, thì kể cả chúng ta có cái chi phí để installation, để lắp đặt, để gọi là lắp đặt không đúng lắm, nhưng mà để triển khai, đúng không ạ? Xong rồi chúng ta mua license hàng năm thì chúng ta cũng không được ghi nhận là một cái tài sản của công ty, đúng không ạ? Vậy thì đó là một cái vấn đề mà mình nhìn thấy. Chúng ta là kế toán nhé, chúng ta cùng nghĩ xem là với các phần mềm kế toán ấy, kể cả các phần mềm kế toán trong nước bây giờ, chúng ta cũng nhìn thấy là họ đang đi theo đúng cái hướng như vậy của các cái hãng nước ngoài. Tại sao lại như thế? Bởi vì là nếu như mà trước đây, cách đây khoảng chục năm, mọi người thấy rằng là chúng ta mua một cái phần mềm kế toán gần như là mình mua off the shelf, nghĩa là mình mua xong về là mình sử dụng luôn, đúng không ạ? Và mình chỉ trả cái chi phí maintenance, nghĩa là chi phí bảo dưỡng thôi. Nhưng bây giờ thì không phải như vậy, mà là mình mua phần mềm là mua cái quyền sử dụng phần mềm thôi, còn hàng năm mình trả tiền license. Và khi mà tôi trả tiền license hàng năm ấy, thì không có gì khẳng định rằng chúng ta có quyền sở hữu và kiểm soát cái tài sản đấy cả, thấy không ạ? Bởi vì nếu như mà hết cái license đấy 1 năm, 2 năm, 3 năm, 5 năm là chúng ta cũng không có quyền sử dụng nữa. Trong khi đó, thật ra ấy, thì phần mềm kế toán lại là một trong những cái mà chúng ta gần như là rất là khó thay đổi. Thì đấy là một trong những cái mình đang nhìn thấy là với việc ghi nhận tài sản nhé, đang có vấn đề, có cái khó khăn cho chúng ta. Những người làm kế toán thì nhìn thấy ngay cái phần mềm rất là thân quen với mình ở phần mềm kế toán là chúng ta hầu như là rất là ít khi được ghi nhận tài sản cố định, hữu hình, vô hình, đúng không ạ? Trừ trường hợp các công ty mua các cái phần mềm hoặc là bỏ tiền ra để xây dựng các phần mềm. Khi mình đi làm kiểm toán với các doanh nghiệp FDI thì mình thấy rất nhiều doanh nghiệp FDI bỏ rất nhiều tiền ra để mua các phần mềm khác nhau, và liệu rằng là chúng ta có được ghi nhận các phần mềm đấy là tài sản cố định
vô hình hay không thì còn tùy vào từng cái hợp đồng đấy ạ. Một cái ví dụ nữa cũng liên quan đến việc mà chúng ta đang đang trao đổi về IAS 38, về cái tài sản cố định vô hình. Đấy là thế trong trường hợp mà chúng ta có phát sinh những cái chi phí liên quan đến phát triển sản phẩm, ví dụ như là thôi được rồi, thế thì bây giờ tôi thấy là tôi mua license thì tôi không được ghi nhận được không? Thế bây giờ tôi thuê một team ngồi đấy và tự code được không? Đó, thì chúng ta nhớ lại là nếu như chúng ta có muốn tự code ấy, thì chúng ta cũng sẽ nhìn vào 6 cái điều kiện này, và để chúng ta thỏa mãn cả 6 điều kiện thì tôi mới nói chuyện được là có được ghi nhận hay không ạ. Rồi bây giờ qua cái chuyện ghi nhận đi, coi như là mình được ghi nhận rồi đúng không ạ? Coi như là chúng ta đã vượt qua để ghi nhận rồi, thì chúng ta lại đến một cái câu chuyện thứ hai là khi mà các anh chị ở đây có tài sản cố định vô hình thì câu hỏi tiếp theo đấy là nó có xác định được thời gian sử dụng hữu ích hay không. Thật ra chúng ta nhìn thấy là đã gọi là vô hình thì sẽ có tình huống là có thời gian sử dụng và không có thời gian sử dụng. Ở Việt Nam bây giờ thì không ai nhầm nữa, hy vọng là bây giờ hầu như các anh chị ở đây sẽ không nhầm nữa, nhưng cách đây khoảng độ 10 năm trở về trước ấy, thì mình lúc đấy là cái lúc mà mới ra những cái hướng dẫn, bọn mình gặp rất nhiều tình huống là kế toán bị nhầm. Đấy là có một cái ví dụ về tiền thuê đất, ví dụ thuê đất của khu công nghiệp 50 năm, câu hỏi là trả trước một lần nhá, câu hỏi là cái tiền này có được ghi nhận là tài sản cố định vô hình hay không. Về về bản chất ở trên 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 báo cáo, trên bảng cân đối kế toán mà nói ạ, thì chúng ta chỉ có hai option đúng không ạ? Option thứ nhất là tôi ghi nhận là tài sản cố định vô hình 212 của mình đúng không? Ở Việt Nam đúng không? Thứ hai là chúng ta ghi nhận là chi phí trả trước. Đó. Ở thời điểm khoảng độ chục năm trước, rất nhiều người ghi nhận nó là tài sản cố định vô hình, bởi vì bằng chứng là chúng ta có sổ hồng sử dụng quyền sử dụng tài sản đúng không ạ? Đó. Thế nhưng mà sau đó thì bây giờ thì mọi người đều biết rằng là thứ nhất là theo chuẩn mực, thứ hai là những cái hướng dẫn và những cái công văn trả lời sau này thì mọi người đều biết rằng là chúng ta phải hạch toán là chi phí trả trước. Lý do là đã là thuê á, thì 100 năm vẫn là thuê. Thế thì ở nước ngoài thì sao ạ? Theo IFRS thì sao ạ? Theo IFRS cái việc này cũng như thế, và mình nghĩ rằng là cái trả lời của Bộ Tài chính nó cũng căn cứ theo các cái chuẩn mực quốc tế, thì thực ra là theo theo IFRS 16 mà chúng ta sẽ định giá vào tuần sau. Đấy là nếu như mà đã là lease, đã là thuê á, thì sẽ luôn luôn là có mối quan hệ giữa bên đi thuê và bên cho thuê, và hai bên vẫn có những cái trách nhiệm và những cái quyền lợi nhất định. Vì thế nên nếu mà là thuê thì chúng ta chỉ được ghi nhận cái quyền sử dụng, nghĩa là ở đây chúng ta chỉ ghi nhận cái tiền trả trước, cái chi phí trả trước thôi, chứ chúng ta không ghi nhận nó là một cái tài sản. Được chưa? Bởi vì dù thế nào thì trên hợp đồng thuê vẫn có những cái điều kiện ủy nhiệm đúng không ạ, và do đó chúng ta sẽ chỉ ghi nhận chi phí trả trước thôi. Về bảng cân đối kế toán mà nói thì chi phí trả trước hay tài sản cố định vô hình thì nó vẫn nằm ở phần tài sản dài hạn, cho nên không ảnh hưởng gì đến tổng tài sản của anh chị cả đúng không ạ, nhưng nó có ảnh hưởng nếu chúng ta áp dụng IFRS, bởi vì nếu như theo chuẩn mực 38 thì ngoài việc chúng ta đã ghi nhận xong, chúng ta còn có quyền đánh giá lại theo revaluation model. Đó là cái điểm giống nhau giữa IAS 16 và IAS 38. Và đấy là lý do vì sao mình cần chúng ta phải phân biệt rằng là cái tiền thuê đất 50 năm đấy chỉ được ghi nhận vào chi phí trả trước, và chúng ta đã trả trước cho 50 năm, không hủy ngang, không cứ chia đều trong 50 năm ra, đúng không ạ? Nhưng nếu mà chúng ta nhầm, chúng ta ghi nhận nó thành một cái tài sản cố định vô hình thì có thể một lúc nào đó chúng được đánh giá lại. Được chưa ạ? Và do đó thì chúng ta phải chú ý, lưu ý cái phần này. Một cái câu hỏi nữa là ngoài tình huống là chúng ta thuê đất 50 năm và ghi nhận vào tài sản vô hình ra, thì có tình huống nào là chúng ta không xác định được cái thời gian sử dụng hữu ích không? Ở Việt Nam ấy, thì hầu như là đất thuê, cho nên chúng ta ít gặp. Nhưng ở các nước khác thì chúng ta có một cái, ở trong chuẩn mực thì có đề cập đến một cái khái niệm, đấy là freehold land, nghĩa là quyền sử dụng đất mà không xác định được thời gian sử dụng, nghĩa là vĩnh viễn ấy. Thì trong trường hợp mà quyền sử dụng đất là vĩnh viễn thì không xác định được, và do đó thì người ta sẽ không thể áp dụng việc phân bổ, nghĩa là đây gọi là khấu trừ đúng không ạ,
amortization chúng ta không được phần khấu trừ theo hàng năm, mà chúng ta sẽ phải đánh giá lại vào cuối mỗi năm, bởi vì đấy là freehold land, nghĩa là chúng ta sẽ có quyền sử dụng đất vĩnh viễn và không xác định được cái thời gian sử dụng. Ở trong chuẩn mực nói rất là rõ, tình huống mà xác định được thời gian sử dụng thì chúng ta mới khấu trừ, còn tình huống không xác định được thời gian sử dụng thì chúng ta không khấu trừ và áp dụng fair value model để đánh giá lại hàng năm. Được chưa? Rồi ạ, một số các cái ví dụ khác, ví dụ thứ hai nữa, đấy là chúng ta sử dụng, chúng ta sở hữu, chúng ta mua, ví dụ như là chúng ta mua nhãn hiệu chẳng hạn. Đúng chưa? Thì cái này á, có hai tình huống, ví dụ chúng ta mua nhượng quyền, thì cái tài sản mà mua nhượng quyền ấy là có thời gian sử dụng, có xác định được thời gian sử dụng. Nhưng có những cái tình huống là chúng ta mua lại cái nhãn hiệu đó và cái quyền sử dụng, ví dụ như mua lại một công ty và chúng ta có quyền sử dụng chung cái nhãn hiệu đó, thì lúc đó chúng ta lại không có thời gian sử dụng. Thì mọi người nhớ là chúng ta sẽ phải xem lại cái số tiền mà ghi nhận và đánh giá lại cái giá trị đó hàng năm, bởi vì người chúng ta sẽ tính toán theo fair value model. Và trong tình huống mà chúng ta xác định được thời gian sử dụng thì chúng ta mới được khấu trừ nhé. Còn chúng ta không thực hiện khấu trừ nếu chúng ta không xác định được thời gian sử dụng. Một cái ví dụ rất hay nữa, đấy là ví dụ về goodwill. Tất nhiên là cái này thì nó nằm ở trong phần báo cáo hợp nhất, không nằm trong cái nội dung mà mình định trao đổi ở trong cái buổi hôm nay, trong cái khóa học này. Nhưng mà mình cũng chia sẻ với mọi người là gần đây thì mình đọc rất là nhiều những cái nghiên cứu về goodwill. Và có một cái rất là vui là goodwill ấy, thì về cơ bản là chúng ta không xác định được thời gian sử dụng, đúng không ạ? Trên báo cáo hợp nhất thì goodwill là một cái tài sản cố định vô hình và không xác định được thời gian sử dụng, cho nên là sẽ phải đánh giá lại hàng năm. Đấy ạ. Đánh giá lại hàng năm thì chúng ta biết rằng là nếu như mà nó bị giảm giá trị thì chúng ta sẽ phải ghi nhận impairment, đúng không? Như buổi trước mình học, đúng không ạ? Nhưng mà gần đây có rất là nhiều ví dụ chỉ ra rằng là khi cho phép goodwill áp dụng fair value model thì có rất nhiều công ty người ta đã dùng cái việc là impairment test on goodwill để gọi là smoothing the profit, nghĩa là để điều chỉnh cái lợi nhuận, muốn lãi thì nó lãi và muốn lỗ thì nó lỗ. Đó. Cho nên bởi vì sao ạ? Bởi vì goodwill là được sinh ra, là lợi thế thương mại là được sinh ra từ cái khác biệt giữa cái giá trị đầu tư với cả fair value của net asset công ty con. Thế nên là nếu như người ta chỉ cần đánh giá lại cái fair value của net asset bằng một cái cách nào đó thôi thì sẽ có cái sự khác biệt ngay, và lãi cũng có ngay mà lỗ cũng có ngay. Và đến gần đây, nghĩa là từ khoảng 2019 trở lại đây, thì có rất nhiều đề nghị là goodwill được cho phép để phân bổ. Đó. Thế thì ở Việt Nam thì chúng ta đọc xong rất là buồn cười, bởi vì sao ạ? Chuẩn mực của Việt Nam VAS04 của mình á, thì version của mình là 2002, nghĩa là cách đây gần 20 năm, 19 năm. Thì chúng ta hiện tại là chúng ta đang lập báo cáo hợp nhất, và trên cái lợi thế thương mại tạo ra ở trên báo cáo hợp nhất ý ạ, thì Việt Nam đang hướng dẫn là chúng ta sẽ phân bổ không quá 5 năm ạ. Đúng không ạ? Thế nhưng mà quốc tế thì đã từ rất là lâu rồi, từ năm 2009 là người ta đã áp dụng, 2007 ra chuẩn mực, 2009 là IS38 là đã có cái hướng dẫn này rồi, là chúng ta không phân bổ goodwill nữa mà đánh giá lại. Thấy không ạ? Nhưng mà suốt bao nhiêu năm tất cả các nước vận hành thì nó sẽ xảy ra rất nhiều những cái scandal, những cái vấn đề trên mặt tài chính, và dẫn đến là đến gần đây thì rất nhiều nước đang đề xuất là cho phép phân bổ lại, bởi vì cái việc đánh giá impairment test nó quá khó khăn, tốn kém và không chính xác. Thậm chí update với mọi người là ở các nước ấy ạ, thì bởi vì IFRS thì chưa thay đổi, cho nên là họ cho phép là những cái công ty mà không niêm yết, những công ty mà không bắt buộc phải áp dụng toàn bộ IFRS thì hãy tiến hành phân bổ đi, và có cả một cái IFRIC riêng để thảo luận về việc goodwill có nên được phân bổ hay không. Và mình nhìn cái movement đấy, mình nhìn thấy những trao đổi và những cái thay đổi về mặt quan niệm như thế, thì mình nghĩ rằng là có lẽ là trong vài năm tới thôi,
thì goodwill sẽ quay lại, sẽ có những cái thay đổi về chuẩn mực, goodwill sẽ quay lại phân bổ. Và thế là Việt Nam mình chưa kịp thay đổi chuẩn mực thì sau khoảng độ 20 mấy năm thì chúng ta lại quay lại cái câu chuyện từ đầu ạ, là người ta cũng phân bổ như mình, thấy không ạ? Để mọi người nhìn thấy một điều đấy là ngày hôm nay mình học về một chuẩn mực nhưng nó không có nghĩa là nó sẽ như thế mãi mãi đâu ạ, mà hàng ngày người ta đang thảo luận rất nhiều thứ bởi các cái vấn đề. Đặc biệt là mình nghĩ rằng là sau hai cái năm mà đại dịch Covid này thì có sẽ có rất nhiều thứ thay đổi về mặt ghi nhận, về mặt kế toán, về mặt các cái điều kiện ghi nhận vân vân, thậm chí là sẽ phải có cả những cái chuẩn mực hướng dẫn những cái ghi nhận trong những cái hoàn cảnh đặc biệt. Vậy thì chúng ta không đảm bảo với nhau rằng như thế này. Hôm nay chúng ta nói là hoàn toàn chính xác. Có những người trước đây khi mà mình đi học ấy ạ, thì người ta phê phán cái việc amortization cost rất là nhiều. Khi mình còn học ACCA ấy, thì mình đọc hàng chục bài là phê phán cái việc amortization goodwill, thấy không ạ? Thế nhưng mà đến bây giờ thì người ta lại nói ngược lại là amortization có thể là không chính xác nhưng nó dễ thực hiện và có thể kiểm soát được. Còn cái việc để cho người ta đánh giá cái impairment của goodwill thì lại khó, bởi vì fair value của net asset có rất nhiều cái cách để ăn gian, cho nên là có thể không đáng tin cậy, thấy không ạ? Nên là chúng ta sẽ cùng theo dõi. Và đây lý do vì sao mình cũng phải học liên tục lại phần đấy, là mọi người cũng nhìn thấy là mặc dù có thể bây giờ công việc của mình không liên quan đến kế toán nữa nhưng mà mình vẫn phải update được, nếu không thì nó sẽ khác hẳn tất cả những gì mình biết đấy ạ. Rồi, đấy là ba cái ví dụ rất là funny, rất là hay, rất là vui mà mình muốn chia sẻ với mọi người. Cái điểm giống nhau đấy là chúng ta cũng được áp dụng revaluation model. Đấy là chúng ta cũng được đánh giá lại. Và khi đánh giá lại thì cũng ghi vào revaluation reserve như là S16, đúng không ạ? Chúng ta cũng ghi nhận về đây. Nhưng mà đánh giá lại ở đây là đánh giá như thế nào? Nó không giống như là S16 là có một cái xe, một cái nhà, một cái xưởng ở đấy để mà thuê thẩm định giá vào, mà chúng ta cũng có thể dựa vào bên thứ ba, đúng không ạ? Nhưng đối với cả tài sản vô hình thì mọi thứ nó sẽ khó khăn hơn rất nhiều cho việc đánh giá lại. Đấy chứ ạ? Và vì thế nên là ở đây mình sẽ phải phân biệt ra là revalued amount, nghĩa là cái giá trị được đánh giá lại, nó phải được tính giá trị được đánh giá lại nhé. Revalued thì có một đoạn ở trong chuẩn mực hướng dẫn là revalued amount này được tính như thế nào. Đấy chứ ạ? Thì được tính là bằng fair value tại cái ngày đánh giá trừ đi các cái có thể phát sinh liên quan đến impairment loss. Trừ đi, tất nhiên là nếu trong trường hợp của impairment loss, trừ đi các cái amortization nếu có. Tại sao lại như thế? Bởi vì mọi người nhớ rằng là đây là tài sản vô hình. Và khi mà vô hình thì cái fair value này, mọi người có nhớ không? Hôm chúng ta học IS16 mình có nói rằng là cái việc đánh giá lại tài sản là đánh giá lại một cái tài sản y chang như thế tại cùng cái thời điểm đấy. Ví dụ như là tôi đánh giá lại một cái xe ô tô thì tôi không phải là tôi đánh giá cái ô tô đấy ở ngoài showroom đang bao nhiêu tiền, mà tôi phải đánh giá một cái tài sản y chang như thế, dùng cũ đúng như thế. Tôi dùng 5 năm thì cái tài sản được đánh giá lại nó cũng phải đã dùng 5 năm rồi. Thế thì với tài sản cố định có thể làm được cái điều đó, đúng không ạ? Nhưng với tài sản vô hình thì không làm được điều đó. Tại sao? Nếu như chúng ta có một cái brand, chúng ta không thể nói rằng là cái brand này mình dùng nhiều năm rồi thì nó bị hiệu hao đi, đúng không ạ? Nếu như chúng ta nói đến việc revalue thì chúng ta chỉ có một cách thôi, đấy là dùng cái dòng tiền trong tương lai, dòng tiền từ việc sử dụng cái tài sản trong tương lai để discount về thời điểm hiện tại, đúng không ạ? Và do đó thì nếu như tính cái dòng tiền trong tương lai này thì có thể là chúng ta sẽ phải điều chỉnh về discount rate, về cái thời gian sử dụng hữu ích vân vân, được chưa? Và ví dụ như có những cái nhiều lắm, nói về tài sản vô hình thì rất là nhiều tài sản vô hình mà không thể đo lường một cách thông thường được. Ví dụ như là bản quyền chẳng hạn nhé. Ví dụ như bản quyền của một cái sản phẩm âm nhạc chẳng hạn, bài hát chẳng hạn. Mọi người cứ nghĩ rằng là nghe thì nó đơn giản. Ví dụ như bây giờ rất là nhiều các công ty sáng tạo ấy ạ, mọi người có mua rất là nhiều bản quyền. Nhưng tất cả những cái bản quyền đấy tại thời điểm mua ấy, thì là tài sản, đúng không ạ? Tài sản vô hình, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta sẽ tính như thế nào? Nếu như mà chúng ta rõ ràng là không xác định được bản quyền âm nhạc và rõ ràng không xác định được thời gian sở hữu ích, chúng ta không thể nói là cái bài này sẽ hot trong 5 tháng hay là trong 5 năm, đúng không ạ? Nhưng mà nếu mà tôi phân bổ là không hợp lý. Thế nhưng nếu mà tôi phải đánh giá lại thì đánh giá lại kiểu gì? Đây ạ, revalue thì kiểu gì?
Bởi vì là chúng ta cũng không nhìn thấy được cái tính sinh lời trong tương lai nếu như mà một cách chắc chắn, đúng không ạ? Và do đó chúng ta nhớ nhá là revalued amount sẽ phải tính lại hàng năm và luôn luôn phải tính đến là kể cả những cái impairment loss và amortization trong cả hai tình huống. Ví dụ mình mua bản quyền chỉ dùng trong 5 năm thôi thì mình phân bổ 5 năm, đúng không ạ? Nhưng trong 5 năm đấy không có gì đảm bảo là nó không có impairment loss. Đấy ạ. Thì với cái câu chuyện revaluation model, mặc dù nó giống nhau là ghi nhận vào đâu thì giống IAS 16 là ghi nhận vào revaluation reserve, nhưng mà để tính khấu hao thì nó sẽ không không dễ như là tài sản cố định. Và đó là lý do vì sao mà với chuẩn mực này cái concept lớn nhất mà chuẩn mực này nói đến đấy là concept về tính prudence, về tính cẩn trọng, tính thận trọng nhá. Rồi ạ, không biết là mọi người có câu hỏi nào hoặc là có ví dụ nào liên quan đến chuẩn mực IAS 38 về tài sản vô hình không ạ? Tại vì mình luôn luôn có một cái cảm giác là đối với kế toán ấy, thì đây là chuẩn mực hay bị bỏ quên, nghĩa là mọi người hay không quan tâm, hay không nói gì đến cái chuẩn mực này cả. Nhưng trong thực tế thì chúng ta hay lờ đi những cái vấn đề liên quan đến chuẩn mực này thì đúng hơn. Rồi, có ai có câu hỏi gì không ạ? Mọi người có tình huống nào không ạ? Thì nói cho em kỹ hơn một chút về cái quyền sử dụng đất. Quyền sử dụng đất cụ thể là kỹ hơn là em, câu hỏi của em là gì? À, vừa nãy mình nói đến việc là mình sẽ đưa vào 242 ạ. Bởi vì Đúng trước không? em cũng có nhầm nhầm nó là cái tài sản ấy. Vấn đề quay lại là hợp đồng của em là hợp đồng thuê hay là hợp đồng gì? Hầu hết là các công ty ở Việt Nam thì chúng ta đều làm là hợp đồng thuê chứ không phải là hợp đồng mua, đúng không ạ? Nếu như là mình thuê đất của khu công nghiệp nhá, đúng không ạ? Thì khu công nghiệp ấy ạ, là họ đã phải làm thế nào để có cái đất cho mình thuê? Thứ nhất là họ phải đóng tiền, họ đã đóng tiền sử dụng đất đối với nhà nước và họ có quyền sử dụng đất, họ mới là người có sổ đỏ, đúng không ạ? Nghĩa là cái công ty mà vận hành cái khu công nghiệp ấy, thì họ có tài sản nhá, bởi vì họ có sổ đỏ. Nhưng mà họ chỉ cho mình thuê cái mảnh đất mà như họ chia cái khu công nghiệp ra có cả hạ tầng các thứ này kia, đúng không ạ? Và họ cung cấp các dịch vụ hạ tầng, thì lúc đó chúng ta là người đi thuê và chúng ta chỉ có quyền sử dụng cái tài sản trên đất đấy thôi, bởi vì là mình đầu tư vào cái tài sản trên đất, đúng không ạ? Nên là đấy là thuê chứ không phải là mình sở hữu cái mảnh đất đấy. Mình có thể chuyển nhượng cái quyền thuê nhưng mình không phải là người sở hữu cái mảnh đất đấy ạ. Ok chưa ạ? Thì mọi người hay nhầm ở chỗ rằng là mọi người cứ nghĩ rằng là tôi ký hợp đồng xong rồi tôi trả tiền một lần 50 năm thì có nghĩa là tôi sở hữu toàn bộ cái tài sản đó, nhưng thực tế là không phải đâu ạ. Đấy là chúng ta vẫn là hợp đồng thuê thôi ạ. Và trong chuẩn mực thì trong IFRS 16 về lease thì người ta nói rất là rõ là dù thuê có 100 năm thì vẫn là thuê, cho nên là đấy là chúng ta đang trả trước. Vừa nãy mình còn nói rằng là cái việc nhầm lẫn đấy về mặt kế toán mà nói ạ, thì ít khi bị cơ quan thuế người ta sờ đến. Lý do là sao? Là với cơ quan thuế thì bạn có ghi nhận vào 212 hay là 242 thì nó cũng là tài sản cả, đúng không ạ? Và dù là ghi nhận vào 212 xong rồi khấu hao hay là ghi nhận vào 242 xong rồi phân bổ thì chi phí hàng năm vẫn là cái cục tiền đấy chia cho 50 năm, không khác gì cả. Cho nên đối với cơ quan thuế không ảnh hưởng gì hết về mặt chi phí. Nhưng nếu như chúng ta áp dụng chuẩn mực IFRS thì nó lại có ảnh hưởng. Bởi vì nếu như áp dụng IFRS ạ, nếu như bạn ghi vào 242 thì rõ ràng là bạn sẽ không được đánh giá lại, đúng không ạ? Nhưng bởi vì đấy là coi là một cái chi phí trả trước và vì matching, vì phù hợp mà tôi chia nó ra thôi. Nhưng nếu mà bạn ghi nhận nó vào tài sản cố định vô hình là 212 thì bạn lại có quyền đánh giá lại, đúng không ạ? Và khi bạn có quyền đánh giá lại thì nó sẽ làm thay đổi cái số liệu mà chúng ta ghi nhận ở trên tài khoản 212 và revaluation reserve. Đấy ạ. Thì đấy là cái mà chúng ta cần lưu ý. Có khoảng độ rất nhiều công văn những cái năm vừa rồi nhá. Thực ra gần đây thì mình không 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 để ý lắm các công văn của Bộ Tài chính nữa, nhưng mà tại cái thời điểm mà bọn mình làm kiểm toán ấy, thì có rất là nhiều công văn các công ty FDI hỏi Bộ Tài chính rằng là cái chi phí này thì ghi nhận vào đâu, và Bộ Tài chính đều trả lời rất là nhất quán là phải ghi nhận cái chi phí trả trước ạ. Và hình như là trong các cái hướng dẫn gần đây cũng ví dụ như thông tư 200 là cũng có những cái câu đó. Thì nó quay lại câu chuyện là hợp đồng thuê. Còn nếu như là bạn đang vận hành, bạn đang làm việc, đang làm kế toán ở một công ty, ví dụ như là công ty cung cấp dịch vụ cho thuê
đất ở khu công nghiệp, ví dụ một cái khu, ví dụ như là các cái khu công nghiệp như kiểu Thăng Long hay là các khu công nghiệp ở Hưng Yên, có rất nhiều khu công nghiệp ấy, thì lúc đấy lại có quyền sử dụng đất, nhất là bạn có sổ đỏ cả cái khu đấy nhá, thì đấy là tài sản cố định thực sự, bởi vì đấy là mình có quyền sở hữu cái tài sản đó, thì lại khác. Chị ơi, cho chị hỏi, công Dạ. ty mà mua cái phần mềm á thì là Dạ. có được ghi nhận tài sản cố định vô hình, nhưng mà nếu theo như VAS á, thì nếu không phải là tài sản thì phân bổ chi phí chỉ được 2 năm thôi, còn Dạ. bên phía IFRS thì mình có thể phân bổ nhiều hơn. Như vậy thì thuế họ có chấp nhận không, tại vì nếu mà phần mềm thì nó rất là mắc, phân bổ trong 2 năm thì rất là nhiều. Đúng rồi. Nhưng cái phần mềm chị có thể nói rõ hơn là cái phần mềm mà mình mua thì Bên chị mua cái phần mềm SAP á, à, ví SAP dụ thì là 24 có. tỷ thì nó có là phần mềm cho bao nhiêu cái user gì đó, thì trước giờ á, chị làm những công ty trước á, thì chị toàn ghi nhận, nói chung chị mua phần mềm á, là chị toàn ghi nhận tài sản có định mức, Vâng. cái khấu hao xong rồi khấu hao, mà cũng nói chung kiểm toán Big4 cũng không nói gì. Nhưng mà Dạ. năm nay á thì qua bên đây á, thì bên đây á, thì lúc mà đặt câu hỏi á, thì bên kiểm toán lại nói là đúng đúng ra là không được ghi nhận, tại vì nó không đúng. Bên chị chỉ có là quyền sử dụng thôi, chứ bên chị đâu có sở hữu cái phần mềm sát ở đâu. Thì sau khi hỏi thì họ trả lời như vậy, mà bây giờ chị cũng không biết làm sao luôn. Ý là nếu như chị mà phân bổ 2 năm chi phí 2 năm á, thì rủi ro về thuế. Còn nếu như mà chị ghi nhận là tài sản á, thì lại không đúng, tại vì mình biết là nó không đúng rồi. Đúng không? Chị hiểu Là gì? hai mươi mấy, em hiểu, nhưng em đang muốn tách rõ ra là hai mươi mấy tỷ. Em đang muốn hỏi chị kỹ là hai mươi mấy tỷ nhá, tại vì như như em biết ấy, thì là để có thể làm, để có thể vận hành được ấy, thì ngoài cái chuyện mua license của SAP ra, thì license đấy tính trên đầu người, đến đầu user, đúng rồi. Đúng Nhưng ngoài rồi. ra thì mình có một cái Chi chi phí triển phí, khai nữa. đúng rồi, cái Chi chi phí phí triển triển khai, khai. đào tạo, huấn luyện. Theo em á, thì cái chi phí triển khai đào tạo huấn luyện chị phải ghi nhận riêng, và chi phí license chị ghi nhận riêng, thì chi phí triển khai đào tạo huấn luyện kia chị phải đưa vào 242 và phải ước tính là dùng trong bao nhiêu năm. À, nhưng câu chuyện của chị là nếu như mà đưa vào 242 thì cũng chỉ được phân bổ 2 năm, đúng không ạ? Đúng rồi, chính xác. Thực ra là mình biết thừa là cái chi phí triển khai đào tạo huấn luyện đấy không đủ điều kiện để ghi nhận một cái tài sản vô hình. Đấy, nên là mình không thể phân bổ được. Mà nếu mà mình có hai cái cách treatment khác nhau giữa kế toán và thuế thì nó sẽ phát sinh thứ hoán lại. Hoặc là nếu mà rủi ro ở đây sẽ là nếu như mà chị phân bổ hết thì nó đi vào chi phí của công ty, đúng không ạ? Đúng rồi, đúng rồi. Em cũng chưa bao giờ nghĩ là khách hàng của em ghi nhận ở đâu. Bởi vì là ngoài, thực ra nói thật với cả chị là bọn em, như bọn em cũng đi triển khai SAP nhá, thì là những cái hợp đồng rất là lớn, hợp đồng 7-800 tỷ luôn. Thế nên là đúng là bây giờ mình đang nghĩ rằng là chết giờ, người ta quay Nhiều lại cái người ta hợp đồng mắng lớn mình. luôn đó chị, có 100 Đúng tỷ rồi. luôn á, nhưng mà tại vì cái này là chỉ là mới giai đoạn 1 thôi á, mới có một phần thôi á, là nó đã bao nhiêu đó tiền rồi, còn giai đoạn 2 nữa Đó. mà chưa có tiền triển khai tiếp. Nhưng mà chắc chắn là không đủ điều kiện để ghi nhận là tài sản cố định vô hình, bởi vì là mình không sở hữu cái phần mềm đấy, không có gì chứng minh là mình sở hữu cái phần mềm đấy Như vậy là mình sẽ chấp nhận giải pháp là khác biệt giữa kế toán và cả. thuế. Dạ, đúng rồi Mình ạ. Nhưng mà trong kế tính toán thì cái mình sẽ phải phân bổ và tính tính thuế hoãn lại. tính toán lại. Thì thực ra là tính thuế hoãn lại thì cái phần này nó rất là to, thế nên chắc chắn là sẽ phải tính, bởi vì là nếu như mà theo thuế mà chỉ được khấu hao trong vòng 2 năm hoặc là 3 năm thôi. Chị nhắc em nhé, em sẽ thử tìm các cái công văn hướng dẫn của cơ quan thuế, bởi vì em không nghĩ là cơ quan thuế đấy lại lại áp dụng cách cứng nhắc là những cái chi phí lớn như vậy mà phân bổ trong vòng 2 năm. Em nghĩ là sẽ có những cái đơn vị người ta hỏi rồi, bởi vì các tập đoàn đã triển khai SAP rất nhiều và chi phí của người ta rất là lớn. Một cái hợp đồng của bọn em triển khai với các tập đoàn, là một số tập đoàn bây giờ đang triển khai là toàn 6-700 tỷ không à, thì người ta cũng không thể nào người ta chấp nhận. Người ta mà đưa vào chi phí
người ta mà đưa vào chi phí 600 tỷ trong vòng 2 năm để mà khấu hao ấy thì thiệt nhất là ngân sách. Đúng rồi, chị thì ở Hồ Chí Minh, thì ví dụ Hồ Chí Minh sẽ có mấy công ty lớn như là Vinamilk, công ty sữa Vinamilk, họ đã triển khai xong và họ làm báo cáo vừa VAS vừa FAS rồi, nhưng mà chi phí bao nhiêu thì chị không biết, nhưng mà cái chung là chỉ có một số công ty làm xong thôi, còn những công ty khác giống như công ty chị là đang làm từ từ học hỏi rồi vừa ấy, nhưng mà chắc cũng một năm nữa hay gì đó mới xong. Rồi chị nhớ nhắc em nhé, em sẽ nghiên cứu xem, để em thử xem báo cáo của Vinamilk xem là cái này có ghi nhận gì không. À, chị cảm ơn em. Ok ạ. Rồi ạ. Đấy mọi người thấy không ạ? Bình thường mình chuẩn mực nói thì có cái gì mà khó hiểu đâu đúng không? Nhưng mà đến lúc mà mình triển khai thì mình mới thấy rất nhiều thứ phức tạp. Mà thực sự thì không, đối với cả S38 ấy, thì cái cảm nhận khi mọi người đọc cái chuẩn mực có lẽ mọi người sẽ nhìn thấy là cái gì cũng cấm hết. Bởi vì cái từ mà được nhắc đến nhiều nhất là không đủ điều kiện để ghi nhận, không được ghi nhận cái này, không được ghi nhận cái kia. Đấy ạ. Cho nên là mọi người sẽ phải rất là cẩn thận khi mà áp dụng cái chuẩn mực này. Rồi ạ, đến cái chuẩn mực thứ hai, vẫn là một cái chuẩn mực mà cần mọi người phải có một cái tính prudence rất là lớn, đấy là IS37 ngay cạnh nó. IS37 ở Việt Nam thì chúng ta hay không bao giờ nhắc đến, lý do là chúng ta quen áp dụng các cái hướng dẫn của cơ quan thuế quá, đúng không ạ? Nhưng mà thực tế ạ, thì với IS37 là chuẩn mực về về dự phòng, thì đây lại là cái chuẩn mực mà đối với người kế toán, đối với cái nghề kế toán ấy, thì chuẩn mực này chúng ta cần đọc rất là kỹ, vì cái nguyên tắc lớn nhất của chuẩn mực 37 là nguyên tắc thận trọng. Và ở nguyên tắc thận trọng đó thì chúng ta có hai điểm, một là tên đúng của chuẩn mực không phải chỉ là provision đâu ạ, mà tên của cái chuẩn mực này là provisions, contingent liability và contingent asset, nghĩa là ngoài dự phòng ra thì chúng ta còn có các tài sản và công nợ tiềm tàng nữa, đúng không ạ? Cái phạm vi của chuẩn mực này nói đến là bao gồm hai yếu tố ạ. Thứ nhất là về dự phòng. Chị ơi, chị share màn hình ạ. Ủa vậy hả? Nó chắc là nó tự nhiên nó mất ạ. Rồi ạ. Ở chuẩn mực này thì có hai phần. Một là phần về provision và thứ hai là về contingent. Contingency nghĩa là các cái gì tiềm tàng, đúng không ạ? Khả năng xảy ra của nó không quá cao. Có một cái bảng mà mình muốn mọi người phân biệt như này ạ. Nếu như nhá, chúng ta có một khoản phải trả, một khoản liability, một khoản phải trả, thì nó sẽ nghĩ rằng là thứ nhất này, chúng ta phải trả bao nhiêu tiền, đúng không ạ? Số tiền này. Thứ hai là chúng ta trả cho ai, đúng không ạ? Cái người nhận là ai, đúng không ạ? Và thứ ba là cái nghĩa vụ chi trả có chắc chắn không. Ví dụ mọi người thấy là tôi có cái tài khoản, mình nói tiếng Việt cho mọi người dễ, số tài khoản tiếng Việt cho dễ hiểu ạ, 331 đi ạ, nghĩa là tài khoản account payable, nghĩa là tài khoản phải trả, tài khoản trade payable, tài khoản phải trả như này. Khi nào mà tôi được ghi nhận vào 331 ạ? Rõ ràng là tôi chỉ ghi nhận vào 331 trong trường hợp mà tôi có một cái hóa đơn, đúng không ạ? Đó, thì tôi ghi nhận vào, bởi vì tôi cầm trong tay cái hóa đơn rồi, cho nên tôi đã biết chắc chắn là có một khoản để ghi nhận, đúng không ạ? Tôi cũng biết chắc chắn là cái ông ở trên hóa đơn được ghi rất rõ tên tuổi, đúng không? Vậy thì tôi biết là tôi phải trả cho ông nào. Và vì cái hóa đơn này là đi kèm với hàng, cho nên chúng ta đã nhận hàng rồi thì chúng ta cũng trăm phần trăm, nghìn phần nghìn là mình có obligation để trả rồi, đúng không ạ? Thế nhưng mà nếu như chúng ta có một cái tài khoản khác, là ở Việt Nam mình là tài khoản 335, là tài khoản accrual, thì chúng ta đã thấy là có một cái sự uncertainty, một cái sự không chắc chắn xảy ra. Với tài khoản 335 ấy, chúng ta ghi nhận vào 335 khi nào? Khi mà chúng ta đã sử dụng cái chi phí đấy rồi, đúng không ạ? Đã phát sinh ra rồi, nhưng chúng ta chưa nhận được hóa đơn. Ví dụ đấy, chi phí mọi người hay trích trước cái gì đó, trích trước chi phí điện nước, các cái chi phí mà đến cuối kỳ nhưng mà mình chưa nhận được hóa đơn từ nhà cung cấp, chi phí logistics vận chuyển hàng vân vân. Nhưng mà chúng ta biết chắc chắn là chúng ta có nghĩa vụ chi trả, vì chúng ta đã sử dụng cái dịch vụ đấy rồi, chúng ta đã phát sinh cái chi phí đấy rồi, và chúng ta cũng biết là cái đối tượng mà nhận tiền là ai. Chúng ta chi trước chi phí điện nước, mình biết chắc chắn là trả cho điện lực nào, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta có thể là không chính xác được về mặt amount, thấy không ạ?
bây giờ phức tạp hơn nữa là nếu như tôi có một cái khoản dự phòng thì lúc này mọi người sẽ thấy rằng là cái độ uncertainty cao hơn rất là nhiều. Chúng ta có nhiều khoản dự phòng ạ. Có những cái khoản dự phòng thì tôi biết là creditor là ai, người nhận là ai, nhưng tôi lại không chắc chắn về mặt gì ạ, obligation, đúng không ạ, là chưa chắc chắn là chúng ta sẽ phải trả. Nhưng nhiều khoản dự phòng thì chúng ta còn không chắc chắn được cả creditor và amount. Ví dụ như là tôi có dự phòng bảo hành cho khách hàng chẳng hạn. Chúng ta bán hàng, chúng ta có một cái điều khoản cam kết là chúng tôi sẽ bảo hành trong vòng 1 năm đầu tiên. Và chúng ta phải trích lập một cái chi phí dự phòng, đúng không ạ? Cho tiền để sửa các cái sản phẩm hỏng mà khách hàng mang đến, dụ như vậy. Vậy thì lúc đó chúng ta chỉ ước tính thôi là cứ 1.000 sản phẩm bán ra thì có 2 sản phẩm quay lại sửa. Và chúng ta sẽ ước tính ra một số tiền để sửa cái sản phẩm đó. Vậy thì chúng ta nhìn thấy là cái amount, cái số tiền là chúng ta không chắc chắn. Cái đối tượng được nhận đương nhiên là không chắc chắn rồi, bởi vì trong 1.000 khách hàng ta rất là khó để biết được là hai người là ai. Và chúng ta cũng không chắc chắn cái obligation, đúng không ạ? Bởi vì nếu như obligation chỉ là khả năng cao thôi, cao ở đây nghĩa là trên 50% sẽ xảy ra chuyện đó, chứ không phải là 100% xảy ra hay là 20% xảy ra, thì chúng ta đều không lập dự phòng, đều không nằm ở trong cái tình huống chúng ta đang nói đến. Nếu mà bán ra mà biết chắc chắn là người ta quay lại trả rồi ạ, chúng ta đã không được ghi nhận doanh thu rồi, đúng không ạ? Thế còn trong tình huống này, đấy là mình bán ra và thỏa mãn điều kiện ghi nhận doanh thu, nhưng mà sẽ phải có những cái chi phí phát sinh liên quan đến khoản dự phòng này, thì chúng ta mới nói đến là có obligation hay không. Nếu nói về định nghĩa về một liability, thì khi mà chúng ta nói đến framework, người ta định nghĩa về liability là gì ạ? Là phải có một cái present obligation, một cái nghĩa vụ hiện tại, thì provision không thỏa mãn điều kiện đó. Vì chúng ta đang nói rằng chúng ta chưa chắc chắn với cái obligation này. Nhưng tại sao chúng ta lại vẫn được ghi nhận? Chúng ta gọi là hơi ngược lại với framework, về định nghĩa. Định nghĩa framework chỉ có hai cái định nghĩa thôi ạ, là tài sản và công nợ thôi. Thì tài sản là chúng ta follow một cách strictly 100% luôn. Vừa nãy mình nói về tài sản cố định vô hình đúng không? Chúng ta nói là định nghĩa về tài sản ở trong framework, đây mình nói lại cái này để mọi người có thể nắm được. Định nghĩa về tài sản trong framework nhé, là một cái resource này phải được control by the entity, nghĩa là phải được kiểm soát, được chưa? Và from which thì có future benefit expect flow in. Đấy ạ. Người ta nói là tôi chỉ có một tài sản khi nào, khi nó là một cái resource, là một cái nguồn lực được hình thành trong quá khứ rồi, và tôi có quyền kiểm soát nó và sử dụng nó, thì trong tương lai tôi có lợi. Đấy là định nghĩa về tài sản. Định nghĩa về liability cũng đối xứng như thế, là liability là một cái present obligation, nghĩa là một cái nghĩa vụ nợ ở thời điểm hiện tại. Mà chúng ta, nếu như chúng ta settlement, chúng ta có nghĩa vụ để thay đổi, để chi trả nó, thì chúng ta có, nếu như là asset là flow in, thì lúc này chúng ta sẽ phải trả ra một cái gì đấy, và future benefit ở đây là flow out. Được chưa? Nếu như asset, tôi thấy là tất cả các định nghĩa về tài sản là tuân thủ một cách chặt chẽ đối với cả định nghĩa trong framework, thì đối với liability lại ngược lại, là chúng ta có cái sự du di ở phần obligation, nghĩa là không cần phải là chắc chắn 100% có obligation tôi mới ghi nhận, mà tôi đã được ghi nhận tại cái thời điểm mà có khả năng xảy ra thôi, đúng không ạ? Và vì thế nên chúng ta mới nói rằng lúc này là đi kiểu cùng cái concept prudence hôm qua mình có nói với mọi người về nguyên tắc thận trọng. Thì nguyên tắc thận trọng nói là chúng ta không được overstate tài sản, nhưng chúng ta không được understate liability, đúng không ạ? Và vì chúng ta không được ghi thiếu vào các khoản công nợ, cho nên nếu như chúng ta có khả năng phải chi trả khoản công nợ này là mình đã phải ghi nhận rồi. Và đấy là lý do vì sao chúng ta có IAS 37, có chuẩn mực này hướng dẫn riêng về những cái trường hợp nào thì sẽ phải ghi nhận vào một liability. Đối với các khoản dự phòng, dù là chúng ta dự phòng ngắn trong 1 năm, nhưng nó vẫn được luôn luôn được trình bày ở phần dài hạn, là vì cái tính uncertainty của nó, về cái tính không chắc chắn của nó, cho nên sẽ trình bày ở dài hạn. Tại sao không chắc chắn tôi lại đưa vào dài hạn? Bởi vì nếu như tôi đưa vào ngắn hạn thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái tính thanh khoản của một doanh nghiệp. Mọi người biết là
các hệ số liên quan đến tính thanh khoản ấy ạ, là nói về current asset và current liability, đúng không ạ? Thế nên là người ta chỉ đưa vào current liability những cái chúng ta đưa vào nợ ngắn hạn, những cái khoản mà chắc chắn phải chi trả thôi, còn những cái khoản chưa chắc chắn dự phòng người ta lại đưa sang phần gì ạ? Dài hạn. Ok chưa? Rồi thì cái bảng phân biệt này để mọi người nhìn thấy đấy là chúng ta có cái sự không chắc chắn đối với các khoản dự phòng như thế nào. Đối với kế toán ấy, thì vì việc không chắc chắn này cho nên chúng ta lại nói với nhau về việc cần rất là thận trọng và chúng ta phải có bằng chứng để ghi nhận cũng như là thuyết minh các khoản dự phòng này. Mình có mấy ví dụ liên quan đến IAS 37 như sau, mọi người cùng trao đổi với mình ạ. Cái ví dụ thứ nhất mà rất hay nói đến đấy là nếu như chúng ta có một cái chi phí bảo hành sản phẩm. Đây là chi phí chúng ta cũng hay nhìn thấy ở trên các báo cáo, đúng không ạ? Đối với cả những cái chi phí ví dụ như là bán ô tô hay là bán gì đó mà chúng ta có trong cái điều kiện trong hợp đồng ấy, thì chúng ta có một cái dịch vụ là dịch vụ bảo hành, đúng không ạ? Ví dụ như là bảo hành 2 năm, 5 năm gì đó, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ nhìn thấy rằng là cái khoản dự phòng này được tính toán ấy, thứ nhất là có present obligation không? Có, bởi vì chúng ta đã ký hợp đồng rồi và chúng ta đã hứa câu chuyện đấy trên hợp đồng. Chúng ta có nghĩa vụ phải chi trả không? Có. Nhưng chi trả bao nhiêu thì lại không chắc chắn. Đúng không ạ? Cho nên là lúc này chúng ta sẽ phải tính toán một khoản dự phòng. Và dự phòng này, lưu ý nhé, là chúng ta phải tính lại hàng năm. Yêu cầu là phải tính lại hàng năm. Được chưa? Cái tình huống thứ hai mà chúng ta cũng hay gặp đấy là tình huống mà mình đã ví dụ hôm trước đấy ạ, đấy là với các cái điều kiện về refund policy. Refund policy là gì ạ? Ví dụ như là mình không biết bây giờ lâu rồi mình không biết là ở Việt Nam thì đang có đơn vị nào thực hiện cái này, nhưng lâu rồi, những một vài năm trước thì khi mà mình mua hàng của Thế Giới Di Động thì mình có nhìn thấy là họ có một cái chính sách là trong vòng 30 ngày thì được quyền là trả lại hàng. Không vì lý do gì cả. Tôi không thích nữa, tôi trả lại. Đó. Thế thì câu hỏi ở đây đấy là đối với cả một cái đơn vị bán hàng và có một cái chính sách refund như vậy, không thích nữa có thể trả lại hàng nhé. Không phải là hàng hỏng đâu. Hàng hỏng thì là xin phép bảo hành ở trên tôi không nói. Nhưng ở đây là tôi không thích nữa thì tôi trả lại. Có nghĩa là tại thời điểm họ bán hàng ấy, thì liệu đã đủ điều kiện để ghi nhận doanh thu chưa? Nhưng thực ra lúc đấy là tiền trao cháo múc, đúng không ạ? Hàng thì đã trao đi rồi và hóa đơn thì xuất rồi, hàng tiền cũng đã trả rồi, thì rõ ràng là họ ghi nhận doanh thu rồi, nhưng họ sẽ phải dự phòng cho một cái refund, đúng không ạ? Và nếu như mà họ có refund như vậy thì họ sẽ phải ghi nhận một khoản dự phòng trên cái ước tính. Lúc này ạ, thì họ sẽ phải ước tính trên, phải estimate dựa trên doanh thu ạ, trên cái phần sales mà họ bán được, đúng không ạ? Nghĩa là cứ một đồng doanh thu bán ra thì sẽ ước tính cái khả năng mà cái khoản doanh thu đấy bị refund như thế nào. Đấy, đấy là cái tình huống thứ hai mà chúng ta cũng sẽ có thể hay gặp. Những cái khoản, các cái vụ kiện tụng, đúng không ạ? Các cái vụ kiện tụng cũng có những cái tình huống chúng ta sẽ phải dự phòng. Các cái vụ kiện tụng này thì chúng ta cũng phải dự phòng. Nhưng mà cái dự phòng này thì nó, chúng ta phải chú ý đến cái khả năng chúng ta phải chi trả, cái phần trăm khả năng. Ví dụ như là khi mà bọn mình gặp những cái tình huống kiện tụng ấy, thì hay nhìn thấy là thông minh nhất là các kế toán người ta break ra các cái khoản liên quan đến vụ kiện đấy. Ví dụ như là án phí 100% là phải trả rồi, nhưng mà chi phí tư vấn luật là 100% phải trả rồi, nhưng mà chi phí bồi thường thì chúng ta bắt đầu mới ước tính. Nếu như mà thấy mình cũng nghĩa là trong các cái vụ kiện tụng đấy thì mình nhìn thấy rằng là mình cũng đuối lý, đúng không ạ, thì mình có thể dự phòng khoản đó. Nhưng cái việc dự phòng khoản này và cái việc mà thuyết minh thông tin liên quan đến khoản kiện tụng này ạ, thì rất lưu ý là vì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái thông tin mà người đọc và các tài chính quan tâm, và liệu rằng nó có những cái ảnh hưởng xấu đến báo cáo tài chính hay không, đúng không ạ? Ví dụ như là có một số đơn vị ạ, thì người ta có những cái khoản kiện tụng với người lao động chẳng hạn, thì thông thường là người ta sẽ trích luôn dự phòng vào một năm, bởi vì là
lý luận của luật sư bao giờ cũng đưa ra là nếu mà có kiện tụng với người lao động thì phần lớn là người lao động sẽ là người thắng, cho nên công ty sẽ là khả năng chi trả là rất là cao. Thế còn cái tình huống mà kiện tụng mà hai bên kiểu bất phân thắng bại ấy, thì cũng ít khi là xuất hiện lắm ạ. Còn thường như thế thì người ta sẽ ước tính xem là khả năng, nghĩa là người ta sẽ phải có những cái bằng chứng về legal advice, ví dụ như là tư vấn của luật sư như thế nào. Một cái khoản nữa mà mình hay gặp ở Việt Nam mình gọi là các cái chi phí như kiểu là chi phí đại tu, sửa chữa máy móc chẳng hạn, đúng không ạ? Repair and maintenance. Cái này liên quan đến tài sản, đúng không ạ? Thì nếu như tôi có tài sản mà cái tài sản đấy yêu cầu là tôi phải có những cái chi phí để đại tu sửa chữa thì tôi cũng phải lập dự phòng. Cái việc lập dự phòng lúc này là để đến cái giai đoạn mà tôi cần sử dụng cái nguồn vốn đó thì tôi đã có một cái khoản dự phòng từ trước rồi, đúng không ạ? Cho nên nó hơi khác với các cái dự phòng ở trên. Đây là cái repair maintenance cost sẽ liên quan đến kỹ thuật, cái technical feasibility của tài sản, là liệu rằng cái tài sản của tôi có yêu cầu cái việc này hay không thì tôi mới lập dự phòng và ước tính cái dự phòng cái chi phí tương ứng, đúng không ạ? Cũng tương tự như thế, tương tự như repair and maintenance, chúng ta đã từng nói đến một cái chi phí, đấy là chi phí, mình nói chi phí gì nhỉ, chi phí decommissioning ấy, chi phí phá dỡ, decommissioning ạ. Ví dụ như là mình xây dựng thì mình cam kết là sau thời gian tôi thuê thì tôi sẽ phá dỡ, đúng không ạ? Do đó chúng ta cũng phải trích lập một cái khoản dự phòng. Thế ạ. Với hai cái khoản 4 và 5 này này thì mọi người sẽ nhìn thấy là nó có thể có những cái treatment khác biệt giữa chuẩn mực Việt Nam và chuẩn mực quốc tế. Ví dụ như hôm trước chúng ta đã nói với nhau với sự khác biệt này rồi, đúng không ạ? Khi mình học IS16 và chúng ta biết rằng là theo chuẩn mực quốc tế thì chúng ta được phép capitalize cái chi phí decommissioning vào tài sản, và do đó thì tương ứng với việc bước toán của tôi là ghi nợ và tài sản thì tôi sẽ ghi có vào cái khoản provision đấy ạ. Thì đấy ạ, đấy là provision là theo cái chuẩn mực này, và do đó thì cái sự khác biệt này không phải là chuẩn mực 16 nói cái sự khác biệt này, mà đấy là chuẩn mực 37 đấy ạ. Và chuẩn mực provision thì nói đến việc là đối với tình huống chúng ta có những cái chi phí decommissioning thì mình sẽ phải ghi nhận những cái chi phí này tại thời điểm có khả năng để chi trả và mình đã cam kết cái việc chi trả này đó. Mọi người có nhìn thấy, có để ý rằng là trong cái chuẩn mực này á, người ta nói rất nhiều đến cái cam kết, người ta nói rất nhiều đến cái obligation và khả năng mà chúng ta sẽ phải thanh toán cái khoản đó. Vậy thì nó sẽ có hai cái cần phải lưu ý khi chúng ta trích lập dự phòng. Cái lưu ý thứ nhất là cái thỏa thuận, cái hợp đồng ấy ạ. Bởi vì tiếp theo chúng ta có thể nói đến IFRS 15 mà chúng ta quan tâm rất nhiều đến cái contract, thì ở đây provision cũng như thế ạ. Khi chúng ta ký hợp đồng và chúng ta có những cái cam kết thì mình phải tôn trọng những cái cam kết đấy. Và công việc của cái người kế toán là phải nhìn nhận xem là trên cái hợp đồng đấy ạ, tôi có cam kết, có nghĩa vụ đó không? Nếu như tôi có cái nghĩa vụ đó thì tôi phải tôn trọng nó và tôi phải trích lập dự phòng. Được chưa ạ? Rồi ạ. Đấy ạ, đấy là năm cái tình huống mà chúng ta nhìn thấy là ví dụ ở trong chuẩn mực có nói đến là chúng ta sẽ phải trích lập dự phòng. Ở trong thực tế thì mình còn gặp một số các cái tình huống nữa, ví dụ như là gì nhỉ? À, có một cái tình huống mà mình đã từng nhìn thấy, đấy là hàng năm ấy, một số công ty có dự phòng các cái chi phí, ví dụ như là chi phí đào tạo, người ta dự phòng trước chi phí đào tạo, bởi vì là khi mà mình đi làm kiểm toán ấy, thì mình nhìn thấy có một cái dự phòng chi phí đào tạo và cái lý luận của ban giám đốc, đấy là luật thuế Việt Nam năm nào cũng thay đổi, cho nên năm nào cũng phải cử nhân viên đi học cập nhật các loại thuế đó. Thế thì tôi sẽ phải dự phòng cái chi phí đấy, được không ạ? Ví dụ như ra một năm tôi lại dự phòng một khoản như này, thì tại thời điểm cuối năm ấy, thì bọn mình là kiểm toán thì bọn mình không đồng ý để cái chi phí đấy, dự phòng đấy ở trên báo cáo. Vừa nãy mình đã nói rồi, cái dự phòng ấy là phải thể hiện cái cam kết, đúng không ạ? Cam kết của chúng ta như nó phải có văn bản. Cái việc mà công ty cho nhân viên đi học thì nó sẽ là chi phí của cái năm đó, bởi vì là đi học ở tại thời điểm nào thì thứ nhất là ấm vào thân nhân viên, thứ hai là chỉ áp dụng thời điểm đấy thôi, đúng không ạ? Và một cái điểm nữa đấy là có cái gọi là present obligation không thì không có, đúng không ạ? Một cái điểm nữa đấy là
có ước tính được một cách chính xác không? Thì thực ra là nó sẽ không chính xác được nếu như mà tôi hết năm nay tôi nghĩ rằng là luật thuế sang năm chuẩn bị thay đổi là không không chính xác, đúng không ạ? Thì đấy cũng là một trong những cái dự phòng mà mình nghĩ là nó không hợp lý. Mọi người lưu ý là IAS 37 là các cái dự phòng này là liên quan đến các cái hợp đồng nhé. Còn nói về mặt từ ngữ ấy, thì provision dự phòng khác với từ allowance. Dịch ra tiếng Việt thì allowance mọi người cũng dịch là dự phòng, cho nên là chúng ta bị nhầm. Nhưng mà allowance thì không phải là cái phạm vi điều chỉnh của chuẩn mực này, đúng không ạ? Ví dụ như là các cái khoản tiếng Việt cũng gọi là dự phòng nhé, các khoản allowance đối với cả khoản phải thu, đối với cả hàng tồn kho, thì đấy lại là những cái gọi là ghi giảm, nó nằm ở trong chuẩn mực impairment, suy giảm giá trị, đúng không ạ? Thế còn ở đây chúng ta chỉ nói đến phần provision thôi ạ, mình phải nói như vậy để mọi người không bị lẫn lộn, được chưa ạ? Rồi đến phần này thì không có gì khó cả. Nhưng bây giờ mình mới nói đến một cái câu chuyện thứ hai. Đấy là một cái khái niệm, những cái hợp đồng mà gọi là onerous contract. Dịch ra tiếng Việt thì mình gọi đây những cái hợp đồng mà nhìn thấy được là lỗ, nghĩa là chưa làm đã biết là lỗ ấy ạ. Thì làm như thế nào, thì dự phòng như thế nào? Đây ví dụ như thế này, chúng ta ký một cái hợp đồng bán hàng, được chưa ạ? Ví dụ xây nhà, xây dựng nhận, hợp đồng xây dựng nhận là dễ nhất hay có onerous contract nhất ạ? Hợp đồng xây dựng, tôi là công ty xây dựng nha, tôi ký một cái hợp đồng xây dựng với chủ đầu tư trị giá là 100 tỷ, ví dụ như thế, được chưa ạ? Và đến ngày hôm nay thì chi phí thực phát sinh ngày hôm nay đã là 110 tỷ rồi. Cái hợp đồng tôi ký có 100 tỷ thôi, bởi vì tôi nghĩ rằng đến năm ngoái, đến tháng 12 năm 2020 tôi đã làm xong rồi. Thế xong rồi dịch ra rồi giá thép thì tăng lên vân vân. Đến giờ này tôi mới xây xong mà chi phí của tôi là 110 tỷ. Thấy không ạ? Nếu giả sử hợp đồng này trong vòng 2 năm, lúc tôi ký hợp đồng là 2019 và tôi ước tính là đến 2020 là làm xong, đúng không ạ? Thì chúng ta có nhìn thấy là có một cái vấn đề xảy ra, là nếu như tại thời điểm 2019 tôi không nhìn thấy đây là một cái hợp đồng onerous contract mà tôi ghi nhận trước 50% rồi 50 tỷ, đúng không ạ? Và chi phí lúc đấy tôi ước tính theo 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 dự toán thì tôi đã ghi nhận lãi vào 2019 rồi, đúng không? Đến 2020 tôi lại ghi nhận lãi một lần nữa, và đến bây giờ khi tôi tất toán cái hợp đồng này thì tôi ghi cả một cục lỗ vào năm 2021. Thì như thế nó không hợp lý, đúng không ạ? Và vì cái sự không hợp lý đó cho nên người ta đưa ra một cái khái niệm ở trong chuẩn mực 37, đưa ra một cái khái niệm là khái niệm về onerous contract. Có nghĩa là tại thời điểm mà tôi nhìn thấy cái hợp đồng này bị lỗ thì tôi đã phải ghi nhận lỗ ngay cả thời điểm ấy rồi, bất kể đấy là lúc nào. Bởi vì người ta lại nói đến cái commitment, nói đến cái tính obligation. Khi mà tôi đã ký hợp đồng xây dựng nhận là tôi đã có obligation phải hoàn thành nó rồi, đúng không ạ? Bất kể là chi phí là bao nhiêu, cho nên có obligation không là có nhé, được chưa? Có tính toán được cái số lỗ không cũng có, bởi vì tôi sẽ tại mỗi thời điểm khi mà tôi điều chỉnh cái chi phí thực tế theo dự toán là tôi đã biết được là hợp đồng này có khả năng lỗ rồi, đúng không ạ? Và có khả năng lỗ, ví dụ như giá thép tăng là tôi điều chỉnh cái giá thép ngay, là biết ngay là lỗ bao nhiêu thì ước tính được. Và do đó là chúng ta sẽ phải ghi nhận ngay, chúng ta phải lập dự phòng cho cái khoản lỗ này ngay tại thời điểm phát sinh, ngay tại thời điểm nhận ra là có thể bị lỗ, chứ không phải đợi hoàn tất rồi mới ghi nhận. Nên là nếu như là mọi người quan tâm đến các cái báo cáo tài chính của các doanh nghiệp ấy, thì mình nghĩ rằng là năm nay là năm mà mọi người sẽ phải, chúng ta sẽ phải nhìn thấy các doanh nghiệp lập dự phòng tương đối nhiều cho các khoản này, đặc biệt là các công ty bất động sản. Nhưng mà cũng không biết là đến thời điểm cuối năm thì người ta có ghi nhận không ạ? Bởi vì ở Việt Nam thì cái việc ghi nhận trên báo cáo tài chính cũng có rất là nhiều các cái yếu tố khác ngăn cản và làm cho họ rón rén không dám ghi nhận. Nhưng tuy nhiên trong hợp đồng thì có một cái trong chuẩn mực thì có một cái khái niệm về onerous contract như thế này. Rồi, chúng ta còn một số những cái ví dụ nữa ở trong này. Trong chuẩn mực thì còn có những cái ví dụ liên quan đến cái cách tính, thì thôi cái này chắc là mọi người chắc cũng không cần phải 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 cân nhắc quá đâu ạ, bởi vì nó liên quan đến dòng tiền, đến future cash flow, sau chiết khấu với thời điểm hiện tại, đúng không ạ? Nên là thôi cái này mình bỏ qua nhé. À, bây giờ mình nói đến một cái câu chuyện nữa, đấy là thế nếu như tôi thay đổi ước tính thì sao ạ?
thay đổi ước tính, có nghĩa là nếu như tôi đang nhìn thấy rằng là thời điểm này thì tôi phải trích lập một cái dự phòng là từ nay tiền, thế nhưng đến sang năm tôi thay đổi cái công thức, đúng không ạ? Thì sao? Thì chúng ta nhớ rằng là tất cả những cái provision này là estimate. Và khi mà tôi có accounting estimate thì lại quay lại hướng dẫn của IAS số 8 về accounting policy, accounting estimate and accounting error, là chúng ta có quyền thay đổi và chúng ta chỉ áp dụng thay đổi đấy tại thời điểm mà quyết định bắt đầu thay đổi thôi. Tuy nhiên, đối với chuẩn mực 37, vì cái việc mà chúng ta được phép thay đổi, cho nên người ta sẽ yêu cầu chúng ta thuyết minh một cách chặt chẽ về cách tính, về cơ sở tính, cũng như là cái sự thay đổi nếu có thì ảnh hưởng đến các khoản provision này như thế nào. Đúng không? Ở Việt Nam ấy, thì các cái khoản provision có và cũng được thuyết minh tương đối đầy đủ, nhưng có lẽ nếu mà thiếu ấy, thì là thiếu cái vế còn lại của tên chuẩn mực, đấy là thiếu cái tính contingency, thiếu các thuyết minh về contingency. Trong chuẩn mực 37 có nói đến hai cái contingent, đấy là thứ nhất là nếu như chúng ta có contingent liability, và thứ hai là nếu như tôi có contingent asset. Rồi ạ. Nếu trong trường hợp khả năng xảy ra cái dự phòng, cái khả năng mà tôi phải lập dự phòng ấy ạ, mà là trên 50%, thì vừa nãy mình đã nói rồi, chúng ta sẽ trích lập dự phòng ạ. Nhưng nếu như khả năng xảy ra chỉ từ 20 đến 50% thôi, thì lúc này tôi không trích lập dự phòng, nhưng tôi ghi nhận nó là một contingent liability và tôi phải thuyết minh bằng lời. Đấy là lý do vì sao mà tôi gọi nó là contingent tiềm tàng. Thuyết minh bằng lời là để cho người đọc báo tài chính biết được là trên báo cáo của mình có những cái khả năng sang năm sẽ xảy ra cái câu chuyện này. Ví dụ như là tôi có thể thuyết minh rằng là bây giờ hiện tại là công ty đang có một cái vụ kiện, nhưng mà cái khả năng mà công ty bị thực hiện chỉ khoảng độ 20% thôi, đúng không ạ? Thì để làm gì ạ? Là để tôi nói rằng là vì cái khả năng đấy thấp nên tôi không trích lập dự phòng. Nhưng nếu mà sang năm mà người ta có nhìn thấy cái khoản chi phí đấy xuất hiện thì người ta cũng biết là năm ngoái tôi đã ước tính rồi và đã nằm ở trong thuyết minh rồi. Còn nếu mà nhỏ hơn 20%, có nghĩa là rất là ít khả năng xảy ra, thì tôi không làm gì cả. Đúng không? Đó. Nhưng nếu như đối với contingent asset, vì vừa nãy mình nói rằng nếu như kiện tụng thì biết đâu mình lại làm cái bên còn lại là tôi là người được thì sao, đúng không? Thì đối với contingent asset thì lại khác ạ. Tôi chỉ được ghi nhận một tài sản nợ tiềm tàng nếu như tôi có khả năng gần như chắc chắn thì tôi mới được ghi nhận một cái tài sản. Còn nếu trong trường hợp mà chỉ hơn 50% khả năng xảy ra thôi thì tôi chỉ được thuyết minh là chúng tôi đang tham gia một cái vụ, chúng tôi đang có một cái vụ kiện như thế này, nhưng mà khả năng cao là chúng ta sẽ thành công, đúng không ạ? Và được ghi nhận một khoản bồi thường đấy. Nhưng cái khoản bồi thường đấy thì không chắc chắn, cho nên tôi chỉ disclose thôi, được chưa? Ví dụ về contingent asset cũng có, không nhiều lắm nhưng cũng có. Ví dụ nhá, mọi người ở các doanh nghiệp mọi người hay mua bảo hiểm tài sản, đúng không ạ? Thế bây giờ ví dụ như là bảo hiểm tài sản của tôi, và bây giờ tôi kiếm trận lụt như năm ngoái, mình ở Việt Nam có một trận lụt đúng không? Bây giờ bị lụt xong rồi chúng ta lại mất hàng, được chưa? Mất hàng tồn kho, chúng ta claim với bảo hiểm, được chưa? Có hai khả năng xảy ra. Nếu mà trong hợp đồng bảo hiểm mình nói rõ là có bảo hiểm do thiên tai thì khả năng chúng ta đòi được tiền bảo hiểm là có, đúng không ạ? Thậm chí là gần như là chắc chắn mình sẽ được ghi nhận cái contingent asset ở trên báo cáo, và tôi sẽ ghi nhận rằng là bởi vì mình phải ghi giảm hàng tồn kho mà mất hàng mà, đúng không ạ? Thì ghi giảm hàng tồn kho đồng thời mình sẽ ghi tăng một khoản, đấy là khoản contingent asset, đúng không ạ? Một cái khoản là tôi sẽ được nhận cái tiền bảo hiểm đấy. Nhưng ngược lại, nếu như tình huống mà không chắc chắn xảy ra thì sao ạ? Khi bọn mình đi làm, khi bọn mình làm kiểm toán ấy, đã từng gặp một cái tình huống như vậy. Cái năm đấy là ở Bình Dương xảy ra một cái vụ cháy, nghĩa là tất cả các doanh nghiệp thì người ta đều mua bảo hiểm tài sản đấy, như thế, do cháy nổ rồi thiên tai vân vân. Thế nhưng mà mọi người biết không ạ, có một cái tình huống như này, mà cái câu chuyện mà lúc đấy ở trên báo cáo bọn mình đã ghi nhận contingent asset rồi, đã ghi nhận phải thu công ty bảo hiểm rồi. Thực ra là khách hàng của mình là một công ty gia công. Công ty gia công có nghĩa là người ta nhận hàng hóa
là từ 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 khách hàng người ta chở hàng tồn kho đến, người ta chở kiểu nguyên vật liệu đến ấy ạ, xong rồi công ty này chỉ gia công thôi. Cho nên là cái hàng hóa đấy ấy, là hàng hóa không phải thuộc sở hữu của công ty. Thứ hai là cái hàng hóa đấy trên báo cáo ấy ạ thì lại được ghi nhận là tài sản ngoại bảng, đúng không ạ? Vì hàng hóa nhận giữ hộ mà. Thế thì cái một đây là một cái bài toán, đây là một cái ví dụ mà mình đi dạy kiểm toán thì luôn luôn phải dạy các bạn kiểm toán viên cẩn trọng như thế nào. Tại thời điểm cuối năm khi mà các bạn kiểm toán viên tham gia vào kiểm kê tài sản thì các bạn ấy tất nhiên là có đi đếm, nhưng mà đã không chú ý đến, nghĩa là không đếm kỹ phần tài sản ngoại bảng đó, mà chỉ đếm phần tài sản liên quan đến của công ty thôi. Thế là cái báo cáo ấy, thì tài sản ngoại bảng ở trên báo cáo tài chính là do công ty cung cấp, và các bạn lên báo cáo luôn, không có bằng chứng kiểm toán ở phần đó. Đến khi mà xảy ra cháy, cái năm đó mình còn nhớ là ở Bình Dương ấy, thì đã có một cái vụ bạo động, và đấy là do công nhân người ta đốt nhà máy. Thế khi người ta tự đốt nhà máy như thế thì cháy hết. Thế cháy hết thì công ty, sau khi mà xử lý xong thì công ty bắt đầu claim bảo hiểm. Công ty bảo hiểm và công ty bảo minh họ cũng rất là chắc chắn về kế toán, họ không đền. Bởi vì sao ạ? Bởi vì cái bảng kê thiệt hại ấy, thì họ đối chiếu với cả báo cáo kiểm toán hay không khớp đó, nghĩa là cái thiệt hại kê đang lớn hơn rất là nhiều so với cả số liệu ở trên báo cáo kiểm toán. Nên là họ không đồng ý, bởi vì là họ nói rằng là mặc dù trong hợp đồng có cái điều khoản là họ sẽ đền nếu như hàng bị mất do cháy nổ, nhưng cái số liệu bao nhiêu bị mất do cháy nổ thì phải có bằng chứng, và cái bằng chứng mà họ có trong tay là báo cáo kiểm toán ạ. Đó. Vậy thì lúc đấy tôi đang ghi nhận một cái contingent asset rồi, đúng không ạ? Bởi vì trong hợp đồng mà có. Nhưng cái số liệu là bao nhiêu tôi có estimate được không? Thì tôi lại không estimate được cái chắc chắn. Đấy ạ. Thì với cái tình huống đấy thì khi mà ghi nhận một contingent asset ấy ạ, thì bị không có cái cơ sở để ước tính cách chính xác. Mà thực ra cái công ty đấy hai bên kiện nhau bất phân thắng bại, kiện lên bộ tài chính. Bảo Minh họ cũng có cớ của họ, công ty này cũng có cớ của họ, và bộ tài chính gọi cả công ty kiểm toán là bọn mình lên để làm việc. Đấy ạ, và bọn mình làm rất nhiều các cái thủ tục liên quan đến rollback, forward để chứng minh số dư đấy. Nhưng rollback từ cái thời điểm họ nhận hàng từ bên thứ ba xong đến tại ngày 31 tháng 12 thì nó ra số đấy, vân vân, thì sai lệch không đáng kể, vân vân. Đấy, thì như thế để mọi người thấy rằng là cái việc mà ghi nhận contingent nó xét là phải rất là cẩn thận, bởi vì ghi nhận tài sản mà không phải lúc nào chắc chắn để được ghi nhận đâu. Và kể cả là có được ghi nhận rồi thì cái quyền được ghi nhận là một chuyện, nhưng ghi nhận là con số bao nhiêu thì là một cái thứ hai. Và trong chuẩn mực người ta chỉ nói đến một cái từ đấy là khi nào mà virtually certain, là gần như chắc chắn 100% mới được ghi nhận. Thấy không Nếu như nhìn mà hai cái này thì mọi người sẽ thấy là cái hành động của mình ạ đối với cả các cái phần trăm này là khác nhau, và cái tính cẩn trọng, cái tính prudence thể hiện rất là rõ. Nếu như tài sản phải 100% mới được ghi nhận thì công nợ 50% tôi đã phải ghi nhận rồi. Nếu tài sản trên 50% là tôi thuyết minh thì đối với phần công nợ 20% tôi đã phải thuyết minh rồi, bởi vì ở phần liability tôi phải gì ạ? Tôi phải thận trọng hơn, đúng không ạ? Đó, thì đấy là cái nội dung của cái chuẩn mực 37. Và chuẩn mực này thì ở không có sự khác biệt giữa chuẩn mực này với Việt Nam, nhưng mà bởi vì ở Việt Nam chúng ta có các cái quy định, có các cái thông tư riêng hướng dẫn về trích lập dự phòng, cho nên là mọi người thường quan tâm đến 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 các cái hướng dẫn về thuế hơn là hướng dẫn về kế toán ạ. Cho nên là mình muốn giới thiệu chuẩn mực này, tại vì trong trường hợp mà tương lai mà chúng ta phải áp dụng chuẩn mực này thì có rất nhiều những cái tình huống mà có thể là trước đây kế toán mình không quan tâm đến hợp đồng á, cho nên mình không nghĩ rằng cần phải dự phòng, thì bây giờ mình cần phải soát lại một lượt xem là trong tất cả những cái, đặc biệt là hợp đồng bán hàng, thì có những cái commitment gì mà mình cần phải trích lập dự phòng hay không. Ok chưa? Rồi, đấy là nội dung thứ hai là về IAS 37. Sáng nay thì mọi người có câu hỏi gì ạ? À, 50% hay là 20 đến 50% là căn cứ vào khả năng xảy ra cái nghĩa vụ đó. Thì cái khả năng này đối với cả kế toán mà nói nhé, thực ra là mình sẽ phải có những cái bằng chứng cho cái 50% hay là 20 đến 50%. Và cái bằng chứng gọi là xác đáng nhất ấy ạ, thì sẽ dựa vào các cái xác nhận của ví dụ như là luật sư tư vấn luật, đúng không ạ? Thì sẽ nói đến câu chuyện là cái khả năng mà chúng ta
thành công hoặc chúng ta thất bại là đây là bao nhiêu phần trăm. Đó. Thì cái này là ước tính thôi, chứ nó sẽ không có một cái chắc chắn 100% là cái con số đấy là chính xác. Đấy. Nhưng mà cái mà trong chuẩn mực nói đến cái phần trăm này ấy, là để mọi người hiểu rõ là nếu như cái khả năng xảy ra mà lớn, như là trên 50% được gọi lớn nhá, khả năng xảy ra mà lớn tôi sẽ phải trích lập, và trích lập được toàn bộ luôn ạ. Chứ không phải là tôi tính expected value là lấy cái phần trăm khả năng xảy ra nhân giá trị đâu, mà là đã trích là trích hết, còn không trích thì là disclose luôn, đúng không ạ? Thì đấy là cái hướng dẫn trong trường mực này. Thế nên mỗi khi mình hay nói vui là các bạn mà đi, mọi người mà đi học, ví dụ như là các bạn học ACCA ấy, thì học các trường mực này thì sẽ học cái các cái tình huống phải tính ra, nhưng mà lúc đấy bao giờ người ta đề bài nó cho trước là bao nhiêu phần trăm, đúng không ạ? Thế nên là đi học thì rất là sướng, nhưng mà trong thực tế thì để xác định nó là bao nhiêu phần trăm thì rất là khó. Cái việc mà xác định là bao nhiêu phần trăm này nó cũng tương tự như việc là chúng ta tính toán xem cái khả năng mà mình bị mất một khoản nợ, hoặc là khả năng là mình bị thiệt hại ở trong một cái onerous contract là bao nhiêu phần trăm nhá, thì cũng chỉ là ước tính thôi ạ, chứ không có căn cứ một cách chính xác đâu ạ. Rồi, ok ạ. Bởi vì chúng ta còn 30 phút nên mình muốn tranh thủ 30 phút này để mình chuyển sang IFRS 15, để tuần sau mình có thêm thời gian để nói thêm về ngoài IFRS 15 ta thì còn nói thêm được IFRS 16, đúng không ạ? Mọi người sẽ nghỉ khoảng 2 phút nhé để mình lấy, mình load lại cái file mà hôm nay mình đã gửi cho mọi người ở trên Facebook ạ. Vậy ạ, mọi người ơi, mình quay lại với cả một cái tóm tắt mà mình đã gửi cho mọi người. Đây là một cái tài liệu mà ACCA đã chuẩn bị để trong cái đợt mà mình training cho các bạn kiểm toán viên, đúng không ạ? Và ở trong phần này thì thực ra là cái tài liệu này cũng đưa ra rất nhiều ví dụ và đi theo cái khung của chuẩn mực với các cái ví dụ đã được đề cập trong chuẩn mực, nhưng ngoài ra thì có sự phân tích, cho nên mọi người có thể đọc bằng tiếng Việt cũng rất là dễ hiểu. Tuy nhiên rất là tiếc là những cái bản như này mình không có đủ các chuẩn mực ạ, bởi vì là cái chương trình của ACCA với Bộ Tài chính cũng chỉ làm vài chuẩn mực thôi. Rồi, thứ nhất là nói về những cái đầu đề hay là, không phải đầu đề, những cái ví dụ mình có thể đọc thêm thôi ạ. Những cái sự khác biệt giữa chuẩn mực IFRS 15 và các chuẩn mực cũ. Chuẩn mực cũ ở đây được hiểu là hai cái chuẩn mực trước đây là IFRS 18, chuẩn mực doanh thu, và IFRS 11 là hợp đồng xây dựng. Thì bây giờ IFRS 15 ra đời thì xóa bỏ hai cái chuẩn mực cũ này. Hai chuẩn mực cũ ấy, thì trước đây tách riêng ra hai tình huống là ghi nhận doanh thu đối với cả bán hàng và cung cấp dịch vụ là làm theo IFRS 18, và hợp đồng xây dựng thì làm theo IFRS 11. Trong đó thì nói rất là rõ là trong hợp đồng xây dựng thì đây là chuẩn mực hướng dẫn cho công ty xây dựng chứ không phải cho chủ đầu tư. Thế nên là bây giờ thì người ta gộp lại vào một chuẩn mực thôi là IFRS 15, và tên của chuẩn mực từ thay vì là chữ doanh thu vỏn vẹn có từ doanh thu thôi, revenue thôi, thì bây giờ lại là doanh thu từ các hợp đồng với khách hàng, revenue from contract with customers. Và chúng ta nhìn thấy là người ta yêu cầu chúng ta quan tâm đến cái hợp đồng này hơn. Và ở trong IFRS 15 ấy, thì đã thay đổi rất lớn cái con mắt nhìn của cái người kế toán về việc ghi nhận doanh thu, từ cái việc là ghi nhận doanh thu là căn cứ vào hàng hóa hay dịch vụ. Và chúng ta đã bị một cái thói quen rất nhiều năm là chúng ta ghi nhận doanh thu dựa trên cái hóa đơn, đúng không ạ? Nghĩa là cái bằng chứng. Thì bây giờ chúng ta không nhìn vào bằng chứng, chúng ta không nhìn vào phiếu xuất kho nhập kho, không nhìn vào hóa đơn chứng từ, mà chúng ta nhìn vào gì ạ? Mà chúng ta sẽ phải xem cái việc chuyển giao kiểm soát. Nghĩa là khi nào mà chúng ta hoàn thành nghĩa vụ, có nghĩa là cái người mua, khách hàng của chúng ta ấy ạ, đã thỏa mãn rồi, đã nhận toàn bộ cái kiểm soát cái hàng hóa đó, thì tôi mới nói rằng tôi có quyền ghi nhận doanh thu. Và vì thế thì cái sự chuyển giao này có thể diễn ra rất là từ từ, cũng có thể là dài, đúng không ạ? Vậy thì cái người kế toán nhận thay đổi là tôi không phải chỉ là khi nào có hóa đơn thì tôi ghi nhận, mà người kế toán phải quan tâm đến cái hợp đồng đã được ký với khách hàng, trên hợp đồng có các điều khoản về chuyển giao như thế nào thì tôi sẽ ghi nhận theo từng bước của cái hợp đồng đó. Đó, thế bọn chúng ta sẽ thay đổi rất nhiều, đúng không ạ? Trước đây gần như là mọi người ghi nhận doanh thu ấy ạ, là căn cứ trên hóa đơn, đúng không ạ? Hợp đồng nếu như đính kèm chỉ để chứng minh là cái hóa đơn đấy là có thật thôi, chứ không phải là chúng ta đã đặt hợp đồng. Áp dụng IFRS 15 ở Việt Nam sẽ phát sinh rất nhiều các vấn đề, bởi vì thông thường nói về luật mà nói thì không phải lúc nào hợp đồng bán hàng chúng ta cũng chặt chẽ, đúng không ạ? Và ngay cả cái khái niệm về hợp đồng thế nào được gọi là hợp đồng nhá, nếu như mà theo đúng cái
mô tả ở trong chuẩn mực thì không phải là cần một cái hợp đồng ký tá hai bên đâu, mà làm cái thỏa thuận không nó được coi là hợp đồng rồi thì đã chúng ta đã cần phải theo dõi rồi, chúng ta đã cần phải, bởi vì ví dụ như là bán hàng over the counter, bán hàng trên quầy thì đâu có cần hợp đồng đúng không, mà chỉ cần cái commitment, cái cam kết thôi đấy ạ. Nên chúng ta thay đổi cái view, cái cách nhìn của cái người kế toán với việc ghi nhận doanh thu là như vậy. IFRS 15 đưa ra cho chúng ta một cái mô hình, và mô hình này là mô hình 5 bước đây ạ. Đây là phần mà chúng ta cần phải quan tâm. Với cái mô hình 5 bước này thì chúng ta được sử dụng, được tính toán như sau. Bước thứ nhất ấy, là xác định xem là hợp đồng là như thế nào. Hợp đồng ở đây được hiểu là cái bằng chứng là chúng ta bắt đầu thực hiện dịch vụ hoặc là cung cấp hàng hóa, được chưa ạ? Thứ hai là chúng ta xác định các cái nghĩa vụ thực hiện, các cái performance obligation, các nghĩa vụ thực hiện riêng biệt này được xác định như thế nào căn cứ trên hợp đồng. Nó có thể là bàn giao, nó có thể là từng bước hoàn thành. Đây là bước mà người ta nhìn thấy rằng tại sao người ta gộp cả hợp đồng xây dựng với IS 18 về bán hàng, ghi nhận doanh thu từ cung cấp dịch vụ vào cái hợp đồng 5 bước này. Sau khi mà mọi người nhìn nhá, đầu tiên là hợp đồng này để chúng ta xem là chúng ta có nghĩa vụ gì đúng không? Thứ hai là nhiều nghĩa vụ cùng thực hiện trong hợp đồng thì tôi sẽ xác định riêng ra từng loại đúng không ạ? Và thứ ba là tôi xác định giá giao dịch của cả cái hợp đồng này, rồi tôi chia cho các cái nghĩa vụ thực hiện để tính ra là giá cho từng nghĩa vụ đúng không ạ? Và cuối cùng là tôi ghi nhận doanh thu theo từng cái nghĩa vụ riêng lẻ đó. Vậy thì thay vì trước đây chúng ta có một cái doanh thu tổng là thực hiện cái hợp đồng đấy, thì bây giờ tôi nhiệm vụ của tôi, nhiệm vụ của người kế toán là phải tách cái doanh thu đấy ra thành từng loại, từng cái loại nghĩa vụ ở trong hợp đồng. Đấy là cái sự khác biệt giữa chuẩn mực IFRS 15 và chuẩn mực 18 trước đây. Cụ thể như này ạ. Cái yêu cầu sinh ra cái IFRS 15 này đã từ rất lâu rồi, và ngay từ khi mà IAS 18 thì người ta đã nhìn thấy vấn đề. Và vấn đề ở đây là gì ạ? Ví dụ như cái hợp đồng xây dựng chẳng hạn, thì người ta thấy rằng là cứ xong từng bước thì tôi đã ghi nhận rồi đúng không ạ? Nhưng mà cái đấy không đúng với cả chuẩn mực 18, thế nên phải có một hợp đồng, cái chuẩn mực khác để hướng dẫn. Nhưng mà về sau này thì không phải là xây dựng, nhưng cũng rất nhiều các cái dịch vụ khác cũng đi theo cái cách làm như thế, giống như hợp đồng xây dựng. Ví dụ như là đấy ạ, ví dụ như phần mềm chẳng hạn ạ. Dù người ta xây dựng cái phần mềm thì người ta cứ xây, nghĩa là đầu tiên nhá, để xây dựng một cái, ví dụ làm một cái phần mềm cho khách hàng thì người ta bao giờ người ta cũng phải khảo sát đúng không ạ? Sau khi khảo sát và biết là bao nhiêu bước rồi, xong rồi làm đến đâu thì phải bàn giao và thử nghiệm xong mới lại làm tiếp đấy, kiểu như vậy. Vậy thì làm thế nào để người ta được ghi nhận doanh thu? Thì ngày trước thì trong chuẩn mực IAS 11 ấy ạ, chuẩn mực về hợp đồng xây dựng, người ta nói rằng là mặc dù nói về việc là construction contract, nhưng mà không phải là chỉ có xây dựng mới áp dụng, mà là cả cả những cái dịch vụ khác mà có cái bản chất tương tự thì cũng được áp dụng. Thế nhưng mà sau này thì khi mà áp dụng IFRS 15 ấy, thì người ta nhận ra là có rất nhiều những cái tình huống khác cũng áp dụng tương tự, và mô hình 5 bước được sinh ra là vì như vậy. Ví dụ như thế này ạ, một cái ví dụ mọi người rất hay gặp đấy là ở các nước, ở Việt Nam mình như bây giờ cũng có đấy. Ví dụ như mọi người mua một cái điện thoại, vừa mới hôm kia vừa có iPhone 13 ra đời đúng không? Mọi người mua một cái điện thoại. Nhưng nếu như tôi mua kiểu over the counter, tôi bỏ tiền tôi mua cái điện thoại bởi tôi thích dùng mạng nào thì tôi dùng, có khác. Nhưng nếu như Viettel, Vinaphone có một cái gói là nếu mà anh chị cam kết dùng mạng Vinaphone hoặc Viettel trong vòng 3 năm với đúng cái SIM số này, với cái cam kết là dùng bao nhiêu tiền một tháng đấy, thì sẽ được mua cái máy này với giá trị là 10 triệu thôi. Ở ngoài kia người ta đang bán 40 triệu, đúng không? Nên tôi chỉ mua có 10 triệu thôi, nhưng mà tôi phải cam kết dùng 3 năm hay 5 năm. Thì bây giờ ghi nhận doanh thu thế nào? Đúng không ạ? Và rõ ràng là lúc đó tôi ghi nhận doanh thu không thể ghi nhận là cái doanh thu bán cái tài sản đấy 10 triệu được. Và đã bao giờ mọi người đặt câu hỏi này chưa? Thế thì mình nhìn lại là lúc đấy mình phải áp dụng mô hình 5 bước đấy ạ. Bước thứ nhất là mình sẽ phải xác định hợp đồng với khách hàng. Đúng không ạ? Là hợp đồng là gì? Cái hợp đồng đó không phải là hợp đồng bán máy, mà là hợp đồng bán máy này cộng với hợp đồng gì ạ? Cộng với cả hợp đồng cung cấp dịch vụ này, đúng không ạ? Cộng với cả hợp đồng ví dụ như là cung cấp dịch vụ trong vòng 5 năm chẳng hạn, đúng không ạ? Trong đấy thì có một loạt các cái cam kết của khách hàng.
Như vậy thì cái nghĩa vụ thực hiện của mình, một là giao cái máy tại thời điểm này này, hai là phải cung cấp một cái sim này, đúng không ạ? Thứ ba là phải cái sim đấy phải được duy trì và dịch vụ của mình cung cấp tiếp trong vòng 5 năm. Đấy. Tiếp nữa là xác định giá giao dịch. Thì không phải giá giao dịch là tiền hôm nay tôi nhận là 10 triệu đâu. Mà tôi phải tính cái số tiền như thế nào ạ? Mà phải là cái dòng tiền ít nhất là 300 nghìn hay 500 nghìn trong vòng 5 năm tới, đúng không ạ? Sau đấy tôi chiết khấu với thời điểm hiện tại thì tôi ra được cái giá giao dịch này. Tôi xác định được nghĩa vụ rồi, tôi xác định được giá giao dịch rồi thì tôi mới phân bổ giá giao dịch để cho nghĩa vụ thực hiện để biết là thế thì tôi bán máy là bao nhiêu và cung cấp dịch vụ là bao nhiêu. Và hàng năm tôi ghi nhận doanh thu như thế nào. Thế không ạ? Thì ngay cả một cái ví dụ rất bình thường và mọi người đã hay thất thường hay gặp như thế, mọi người đã nhìn thấy rằng là đúng là nếu mà không có cái hướng dẫn của chuẩn mực này thì không biết ghi nhận doanh thu như thế nào. Không biết trước đây IS 11 thì ghi nhận doanh thu như thế nào, đúng không ạ? Đấy là lý do vì sao chúng ta có 5 bước. À, đây là bước 1, bước 2 này, đúng không ạ? Xác định nhiệm vụ nhân việc như thế này. Đây ạ, chúng ta có một cái ví dụ như thế này. Một cái công ty phát triển một gói phần mềm truyền thông tên là Comsoft, được chưa? Và Office Solution là cái công ty trách nhiệm hữu hạn đó. Thứ nhất là có license. Thứ hai là dịch vụ lắp đặt, được chưa? Thứ ba là hỗ trợ kỹ thuật cập nhật. Đấy ạ. Vậy thì bây giờ mình mới nhìn thấy là trong cái tình huống này gần như là cái công ty khách hàng là được nhận hết, đúng không? Nhận hết tất cả các cái tài sản mà thể hiện ở trong hợp đồng này là công ty Comsoft này được nhận ngay tại chỗ, đúng không ạ? Tuy nhiên là cái việc mà thực hiện nghĩa vụ, thực hiện dịch vụ ấy ạ, thì nó không phải diễn ra tại một thời điểm mà dịch vụ này được diễn ra trong nhiều thời điểm, đúng không ạ? Và vì thế nên là chúng ta sẽ bắt đầu là phải xác định riêng từng cái nghĩa vụ. Và đối với cả các nghĩa vụ ở đây thì vì các thời điểm diễn ra các nghĩa vụ này khác nhau cho nên chúng ta sẽ ghi nhận cái thời điểm này là khác nhau nhá. Đây là cái ví dụ này để nói với mọi người việc là tại sao lại cần có cái chuẩn mực này. Và cũng là cái câu hỏi này ạ. Thì nếu như bây giờ chúng ta nhìn thấy rằng là ở đây người ta không được ghi nhận doanh thu ngay tại một thời điểm, ngay lập tức tại một thời điểm và mà phải chia ra như vậy, thì có những cái mô hình nào, có những cái cách nào để xác định giá để có thể ghi nhận doanh thu tại từng thời điểm. Đấy, thì đấy là bước thứ ba. Bước thứ ba ở đây ạ, là người ta nói đến cái chữ fair value, là cái giá ước tính hợp lý. Ước tính hợp lý bởi vì tại sao lại như vậy? Bởi vì là doanh thu ấy, về định nghĩa thì nó được nói đến dựa trên, chúng ta được tính toán doanh thu là dựa trên giá trị hợp lý của khoản thu hồi được. Nghĩa là mình có thể thu được bao nhiêu tiền. Đấy là lý do vì sao vừa nãy mình có ví dụ rằng là khi chúng ta yêu cầu khách hàng ấy ạ, cam kết là sẽ sử dụng dịch vụ trong vòng 5 năm thì mình lấy cái dòng tiền ước tính trong vòng 5 năm và mình chiết khấu với thời điểm hiện tại, đúng không ạ? Tuy nhiên khách hàng có thể sử dụng hơn chứ, cũng có thể khách hàng sử dụng trong vòng 5 năm nhưng mà trước đấy thì họ hủy ngang thì sao, đúng không ạ? Vậy thì cái ước tính này ạ, không phải là 100% mà nó quay lại nhé, nó lại là cái estimate, lại là ước tính, và chúng ta hoàn toàn phải đưa ra cái ước tính mà đáng tin cậy nhất thôi, đúng không ạ? Một cái điểm nữa là khi mà tôi xác định giá giao dịch thì là xác định cái khoản thanh toán mà công ty kỳ vọng, mình mong là người ta sẽ giữ cái commitment đó, đúng không ạ? Đây ạ, mình sẽ có một cái ví dụ như thế này. Tableau cung cấp máy tính sách tay cho nhiều doanh nghiệp và họ kiếm cái hợp đồng là công ty khách hàng Trio Company này mua 500 đô một máy tính, được chưa? Nhưng nếu mà mua hơn 500 cái thì đơn giá sẽ chỉ là 450 thôi. Cái tình huống này rất hay gặp trong thực tế, đúng không ạ? Khi mà chúng ta đi làm trading cũng rất hay gặp. Vậy thì tại ngày 30 tháng 9 này, khi mà tôi mua 70 cái nhá, lúc này mình sẽ nhìn thấy là mình, cái người kế toán của cái công ty Tableau này sẽ phải ước tính cái giá bán, đúng không ạ? Bây giờ người ta mua 70 cái đầu tiên, tôi không thể nào áp dụng cái giá 450 được. Tại sao ạ? Tại vì trên điều khoản hợp đồng của tôi là nếu mà mua hơn 500 cái thì mới là 450. Ngày này người ta mới mua 70 cái thì tôi phải tính là 500, đúng không ạ? Đấy ạ, là xác định giá giao dịch khác nhau là như vậy. Nhưng nếu mà trong trường hợp mà sau đó đến 30 tháng 6 là hết một năm tài chính ạ, nhưng mà sau đó người ta mua thêm 250 cái nữa. Đây ạ, 250 cái nữa, đúng không ạ? Và lúc này mình ước tính là có thể phải áp dụng cái giá được giảm thì mình sẽ điều chỉnh vào tại thời điểm nào. Đây ạ, thì ở đây mình cũng có đáp án luôn ạ.
tại thời điểm mình bán 70 cái máy đầu tiên, chúng ta sẽ ghi nhận là 35.000 để ghi nhận doanh thu. Đấy, dạ, đấy là quý đầu tiên. Và mình ghi nhận cái 70 cái máy bán cho Trail Company với giá là 500 đô. Tìm nguồn thứ tiếp theo, quý tiếp theo là mình ước tính rằng là trong năm họ sẽ mua đến 500 cái rồi. Đúng không ạ? Cho nên đến thời điểm thứ hai ấy, thì mình sẽ ghi nhận là 250 cái nhân với đơn giá là 450. Và đồng thời mình sẽ issue một cái hóa đơn để điều chỉnh cho cái hóa đơn trước. Được chưa ạ? Là 70 cái máy nhân với 50. Đấy ạ. Đến đây thì mọi người sẽ cảm thấy là đã chắc chắn chưa ạ? 70 cộng 250 mới là bao nhiêu thôi? Mới là 320 đúng không ạ? Chưa đến 500 mà tại sao tôi lại áp dụng cái này? À, đi kèm với cái việc này thì thông thường là chúng ta sẽ phải yêu cầu khách hàng có một cái cam kết là họ có mua 500 cái như vậy hay không để họ được hưởng cái discount đấy hay không. Cái hướng dẫn này, cái ví dụ này ở trong chuẩn mực ấy ạ, khi mà bọn mình giảng đến cái ví dụ này với các bạn kiểm toán viên thì hầu như mọi người rất là không đồng ý, không đồng tình. Bởi vì sao ạ? Bởi vì đây cũng chính là một cái khác biệt giữa cái quan niệm về kế toán và hóa đơn chứng từ của Việt Nam và các nước. Bởi vì chúng ta biết rằng là nếu như tại thời điểm này, rõ ràng là lúc đấy mình còn nhớ là mình nhận được rất là nhiều câu hỏi từ các bạn kiểm toán viên, dù cái chuẩn mực, cái ví dụ này là trong chuẩn mực ấy, trong hướng dẫn chuẩn mực ấy. Các bạn nói rằng là từ thời điểm đấy mới có 320 thôi, không có gì chắc chắn là khách hàng sẽ mua 500 cái cả, tại sao đã áp dụng giảm giá ngay, đúng không ạ? Tại sao không chờ đến 500 để áp dụng giảm giá? Đúng là như thế á. Nhưng mà ở Việt Nam ấy, thì mọi người hay lo về cái việc có xuất hóa đơn, xuất hóa đơn mà bị thấp hơn ấy, thì cơ quan thuế sẽ phạt vì chúng ta kê khai sai, đúng không? Nhưng mà thực tế ấy, thì là khi mà mình lấy ví dụ ở trong chuẩn quốc tế thì người ta thường nói một điều đấy là cái hóa đơn ấy, hóa đơn có thể gọi là invoice hoặc là debit note nhé, nó chỉ có một ý nghĩa thôi, và ý nghĩa của cái hóa đơn ấy là request for payment, có nghĩa là để đòi tiền thôi ạ, chứ không có ý nghĩa nhiều lắm về mặt thuế má đâu ạ. Thế nên là vì là request for payment cho nên thậm chí là họ sẽ lập tức tính các khoản giảm giá vào để khách hàng có một cái nhìn, có một cái thừa nhận là chúng ta đang thực hiện cái cam kết. Cái cam kết của chúng ta là nếu như đến 500 cái thì sẽ giảm giá còn 450 đô. Và tại thời điểm này khi tôi ước tính, kỳ vọng là trong năm tôi sẽ bán được 500 cái thì tôi sẽ giảm giá ngay lập tức tại thời điểm này. Thấy không ạ? Thì cái ví dụ này để thể hiện rất là rõ về cái tính kỳ vọng, về cái tính ước tính của cái khoản doanh thu ghi nhận, mà hơi khác với việc chúng ta nhìn nhận trên mặt con số. Tất nhiên, ở đây không có đáp án đúng. Nếu như mà các bạn nghĩ rằng là trong năm không thể đạt được 500, là chỉ là vì khách hàng đang có một dự án đặc biệt, cho nên là họ mới mua 250 cái thôi. Chứ còn hết dự án này thì một năm họ cũng chỉ mua đến 100 cái thôi. Đúng không ạ? Cho nên chắc là từ giờ đến 30 tháng 6 họ chỉ mua khoảng 20 cái nữa là cùng. Mọi người hoàn toàn có thể ước tính như thế. Thì nếu như chúng ta ước tính như thế thì sao ạ? Thì chúng ta lại dùng đơn giá là 500. Đúng không ạ? Đấy ạ. Nên là cái câu chuyện ở đây là liên quan đến sự kỳ vọng, thì cái chữ fair value ở trong chuẩn mực IFRS 15 ấy ạ, được discuss rất là nhiều bởi các cái IFRS khác nhau. Đó. Và mọi người nhớ rằng là không có đúng không có sai ạ. Công ty này có thể đưa ra là 450, công ty khác hoặc là người này có thể argue là tôi ghi nhận 450, người khác nói rằng tôi ghi nhận 500, mà không có sai đúng gì hết. Bởi vì cuối cùng thì ghi nhận doanh thu là trong một giai đoạn, và báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của chúng ta là báo cáo cả năm. Cho nên kể cả trong năm chúng ta có ước tính không chính xác thì đến thời điểm chốt năm tài chính ạ, chúng ta vẫn hoàn toàn có thể điều chỉnh con số nó. Nhớ nhá, chứ không phải là chúng ta chỉ có một đáp án là bắt buộc phải ghi nhận từ này đâu ạ. Rồi ạ, cái ví dụ vừa nãy của mình về cái máy di động, về cái máy điện thoại ạ, cũng chính là cái ví dụ của mình đã mang ra để trao đổi trong cái ví dụ này. Đây ạ, bây giờ một công ty dịch vụ di động cung cấp cho khách hàng một cái máy di động miễn phí bằng không nhé, và ký hợp đồng 2 năm cho việc cung cấp các dịch vụ mạng, được chưa ạ? Nếu như cái điện thoại đấy là 100 đô, cho hợp đồng mỗi tháng là 20 đô, đúng không ạ? Thì nếu như trước đây chúng ta sẽ không ghi nhận, mà chúng ta sẽ ghi nhận là chi phí liên quan đến cái máy, chi phí bán hàng. Đó. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta lại phải ghi nhận, đúng không ạ? Chúng ta sẽ ghi nhận là cái máy là 100 đô này, hợp đồng 2 năm là 480 này, đúng không ạ? Vậy tổng giá trị của mình là 580. Nhưng thực tế là mình chỉ thu được có 480 thôi. Tôi sẽ lấy 480
cứ nhân với 17% thì ra cái giá trị máy. Tôi lấy 450 này nhân với 83% thì ra giá trị hợp đồng. Có nghĩa là tổng số tiền tôi nhận được là 480, nó vẫn bao gồm hai khoản là cái máy và cái hợp đồng. Được chưa ạ? Giống như vừa nãy ạ, mình vừa nói đến cái chuyện là nếu như của tôi có 10 triệu này, đúng không ạ, là liên quan đến cái máy cộng với cả cái dòng tiền trong tương lai, ví dụ như là 300.000 một tháng nhân với 12 tháng là 3,6 triệu, đúng không ạ, nhân 3 năm là 10 triệu đi, chiết khấu với thời điểm hiện tại là khoảng, dụ như là khoảng độ 8 triệu nữa đấy ạ, tôi thu được tất cả là 18 triệu thì tôi cũng sẽ lấy 18 triệu này tôi phân bổ ngược lại cho cái máy, cho cái hợp đồng. Được chưa ạ? Mọi người hiểu cái cách phân bổ rồi đúng không ạ? Thì cái cách này cũng tương đối là mới đối với cả cho đến IFRS 15 thì mới có cái hướng dẫn phân bổ như thế này. Được chưa ạ? Rồi vậy là mình thực ra bốn cái bước vừa rồi là quan trọng nhất. Đầu tiên là hợp đồng. Trong hợp đồng thì sẽ xác định đến rất nhiều thứ mà chúng ta cung cấp, rất nhiều những cái nghĩa vụ mà chúng ta cung cấp. Bước 2 là chúng ta xác định giá trị của toàn bộ hợp đồng. Được chưa ạ? Bước 3 là mình xác định từng cái thời điểm mà hoàn thành từng nghĩa vụ. Ví dụ như cái nào là tại thời điểm này, cái nào thì là phân bổ nhiều năm. Sau đó bước 4 là mình phân bổ cái giá trị hợp đồng với cả các nghĩa vụ thực hiện đấy để xác định cái giá trị của từng nghĩa vụ. Và lúc đó đến bước 5 thì tôi mới căn cứ vào đấy để ghi nhận. Đó ạ, thì ngay đầu tiên thì mình muốn hướng dẫn mọi người cái nguyên tắc 5 bước này. Nói chuyện về IFRS 15 thì vẫn còn nhiều lắm. Bởi vì trong đó chúng ta còn phải nói đến các hợp đồng xây dựng. Bởi vì là mặc dù là nói về câu chuyện là nguyên tắc thì giống nhau thôi, nhưng mà khi đi vào các ví dụ thì nó sẽ khác nhau. Cái thứ hai là chúng ta cũng sẽ nhìn thấy những cái khó khăn vướng mắc khi mà ghi nhận cái hợp đồng này, đúng không ạ? Vậy thì bây giờ với cái nguyên tắc 5 bước này, mọi người thấy rằng là chúng ta chưa quá quan tâm đến hợp đồng. Thông thường mình làm kế toán mình không quá quan tâm đến hợp đồng. Thậm chí là chúng ta còn thỉnh thoảng còn có những cái hợp đồng mà chúng ta còn không biết là có những cái nghĩa vụ nợ đi cùng, cho nên là không ghi nhận doanh thu đối với cả các nghĩa vụ đấy, đúng không ạ? Thế thì đấy là cái vấn đề khi mà chuyển sang áp dụng IFRS chúng ta cần phải cân nhắc lại. Thứ hai là mình cũng được nhận được rất nhiều các cái ý kiến của các bạn làm kế toán nói rằng là nếu như theo quy định như thế này của IFRS 15 thì có lẽ là công ty nên tách biệt cái hợp đồng bán hàng và hợp đồng cung cấp dịch vụ ra. Thực ra là chúng ta không có một đáp án cụ thể cho việc có nên hay không. Bởi vì cái này là liên quan đến sales, liên quan đến pháp chế, liên quan đến chính sách bán hàng, đúng không ạ? Và cái người làm kế toán là người đi đằng sau để ghi chép tất cả những việc đó, chứ không phải là chúng ta là người đầu mối để phát sinh ra các vấn đề để yêu cầu chúng ta thay đổi. Còn đúng là hợp đồng mà càng clear, tách biệt các nghĩa vụ ra thì cái việc ghi nhận của chúng ta càng dễ dàng. Tuy nhiên, một cái nữa mà trong tuần tới chúng ta nên trao đổi với nhau đấy là thế thì cái việc mà chúng ta ghi nhận doanh thu phân bổ như thế này thì impact của nó đến thuế là như thế nào? Bởi vì đối với cả cơ quan thuế thì tại thời điểm mà chúng ta bán hàng mà cung cấp dịch vụ thì chúng ta sẽ phải xác định thứ nhất là giá trị giao dịch, thứ hai là thuế suất, đúng không ạ? Thế nhưng mà nếu như mà như vừa rồi mọi người nhìn thấy rằng là ngay như câu chuyện điện thoại di động thôi ạ, nếu như chúng ta phân bổ như thế này thì mỗi năm chúng ta chỉ ghi nhận một phần thôi, đúng không? Và dịch vụ thì khác nhau, dịch vụ khác nhau có thể dẫn đến thuế suất khác nhau, đúng không ạ? Thế thì mình sẽ xử lý như thế nào? Đó, thì đấy là những cái đầu tiên thì mình trao đổi rất nhanh cái nguyên tắc 5 bước để trong tuần tới mọi người có thời gian đọc kỹ cái file này. Mình còn rất nhiều các cái ví dụ khác liên quan đến chuẩn mực 15 cơ. Thì tuần tới chúng ta sẽ cùng trao đổi với nhau về chuẩn mực này. Chúng ta sẽ dành khoảng độ 45 phút để trao đổi về chuẩn mực IFRS 15. Và sau đó chúng ta sẽ chuyển sang một chuẩn mực mới là IFRS 16. Thì mình cũng sẽ gửi một cái file tương tự như file này. Mọi người cứ đọc thử cái file này xem có dễ hiểu không ạ? Bởi vì mình nghĩ rằng là trong này cũng có nhiều ví dụ ấy, thì cũng tương đối là dễ hiểu. Nếu mà mọi người thấy ok thì mình sẽ gửi tiếp IFRS 16. Bọn mình không có đầy đủ hết tất cả các chuẩn mực, bởi vì là ACC không tiến hành đào tạo tất cả các chuẩn mực đâu ạ. Nhưng mà cũng có một số các chuẩn mực chính mình sẽ gửi cho mọi người tham khảo thêm. Rồi ạ. Mọi người có câu hỏi gì với phần bài học của mình ngày hôm nay không ạ? Rồi ok, chắc là mọi người không có câu hỏi gì đúng không ạ? Trong suốt cả 2 tiếng hầu như là toàn mình nói một mình. Rồi ok ạ, nếu mọi người không có câu hỏi gì thì hôm nay chúng ta kết thúc buổi học ở đây và hẹn gặp lại mọi người vào tuần sau.
với hai buổi tối thứ bảy và chủ nhật nữa. Rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều ạ.